Ok, chúng ta sẽ quay lại bài hôm nay. Thì anh sẽ có cái slide như thế này để chúng ta chat cho nó dễ. Đó, tự nhiên lại có cái các bạn vẽ ra đây như thế này. Ừ. Rồi. Ok. Rồi, anh xóa rồi. Các bạn nghe được chứ? Thì anh sẽ giới thiệu qua cái nội dung chính trong buổi hôm nay mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Thì buổi này chúng ta sẽ học về HTML và chỉ học HTML thôi. Và qua cái buổi này thì chúng ta sẽ học cách dựng giao diện, phân tích cái giao diện và dựng một cái giao diện hoàn chỉnh ở mức đơn giản. Nó cũng chưa cần quá phức tạp nhưng mà đủ để các bạn biết cách để phân tích được một cái layout cho một trang web. Đó, và cái kiến thức chúng ta sẽ học và sử dụng trong cái buổi này thì chỉ xoay quanh các thẻ HTML thôi, không liên quan gì đến một chút CSS nào cả. Đó. Thì trước khi học cái phần này thì có rất nhiều bạn, và thực ra là đến bây giờ có rất nhiều bạn học năm 2, năm 3 rồi nhưng mà vẫn có chat hoặc là có inbox hỏi là anh ơi, front end thì phải học những cái gì? Phải học những cái gì, và sau khóa front end này thì các bạn phải học những gì? Đó, thì anh thấy đấy là những cái câu hỏi mà hầu hết những bạn mới sẽ thắc mắc. Thì cái đó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chưa trải qua, chưa đi qua, và cái thứ hai nữa là trong trường các bạn chưa có sự định hướng rõ ràng từ các thầy cô. Bởi vì chính các thầy cô cũng không làm dự án thực tế nên là cũng sẽ khó để định hướng cho các bạn. Trong khi đó ngôn ngữ thì nó rất là nhiều. Ví dụ để làm web thì các bạn biết là có rất nhiều cái có thể làm web. Đó, thì đối với một web developer thì sẽ chia thành hai mảng, đó là back-end và front-end. Đó, anh sẽ chưa nhắc đến phần back-end ở đây. Thì ở cuối buổi anh sẽ nói đến thằng back-end các bạn sẽ phải học cái gì. Thì đầu tiên anh sẽ nói qua về những cái nội dung của phần front-end mà chúng ta sẽ học. Chúng ta sẽ học phần front-end nó là cái gì. Thì trước khi nói đến những nội dung đó thì anh sẽ giới thiệu qua về cái khóa học này. Thì các bạn có nghe được không? Alo. Có anh ạ. Các bạn bảo là không nghe được. Lớp mình có nghe được không nhỉ? Em bình thường. Có đúng không? Dạ, được, hầu hết là nghe được đúng không? Đó. Rồi, ok. Đó, khá là rõ. Thì lớp chúng ta sẽ học trong vòng 2 tháng chuyên sâu vào front end. 2 tháng các bạn nhé. Đó, thời lượng là 2 tháng. Và chúng ta sẽ học trong vòng 2 tháng này với cái khung thời gian, với khung thời gian sẽ là từ thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Khung thời gian là thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Và kết thúc khóa này chúng ta sẽ hoàn thành tối thiểu là 3 cái project liên quan đến giao diện. Thì ba cái project này nó sẽ là giao diện, để chúng ta dựng giao diện ở trên desktop, trên laptop, mobile, tablet. Có nghĩa là giao diện chúng ta dựng nó sẽ chạy được đa nền tảng, hay các bạn gọi là responsive. Đó. Và bên anh sẽ có giới thiệu đi thực tập nếu mà trong quá trình các bạn học xong lớp này mà có nhu cầu, hoặc là những bạn tìm được chỗ thực tập rồi thì thôi. Còn những bạn có nhu cầu thì sẽ có giới thiệu đi thực tập. Đó là cái là bên anh sẽ cam kết dù các bạn ở đâu, ví dụ Hồ Chí Minh cũng như vậy. Đó. Và nếu mà các bạn có, bên anh có hỗ trợ là giới thiệu việc làm nữa. Nhưng đối với những trường hợp những bạn được giới thiệu việc làm ấy thì sẽ do bên anh phỏng vấn. Sau khóa này do bên anh phỏng vấn. Và bên anh sẽ kiểm tra cái bài cuối khóa của các bạn. Đó. Kiểm tra cái bài cuối khóa, nếu mà ok thì bên anh sẽ phỏng vấn thử, sau đó ra cho các bạn thêm một bài nữa, sau đó sẽ phỏng vấn lần 2 trước khi bên anh gửi các bạn đến doanh nghiệp.
thì để đảm bảo là chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mà phỏng vấn với doanh nghiệp, thì lúc đó các bạn sẽ tỷ lệ các bạn pass sẽ cao hơn, nó tỷ lệ các bạn sẽ được doanh nghiệp chọn nó sẽ cao hơn. Ok chưa? Đó, giao diện thì bên anh sẽ gửi giao diện mẫu là do bên anh design đó, hoặc là bên anh sẽ lấy từ rất nhiều website và tổng hợp lại thành một cái trang mới đó. Ok chưa? Còn sẽ không dạy design nhá, design thì nó là cả một khóa riêng cơ, các bạn học design thì sẽ mất khá nhiều thời gian đó. Thì đấy là cái thời lượng, và các bạn biết là trong 2 tháng này chúng ta sẽ phải học liên tục như thế này đó, chúng ta sẽ phải học liên tục như thế này. Thì những bạn mà bị bận không tham gia được vào học ở một số buổi nào đó thì sẽ có video quay lại của từng cái buổi này để các bạn có thể xem lại đó. Thì lợi ích của cái khóa này thì các bạn được học trực tiếp, và các bạn thắc mắc gì thì anh sẽ giải đáp trực tiếp luôn, và cuối buổi thì sẽ có video, nó có nhiều cái hữu ích hơn là với việc các bạn so với việc các bạn mua video về học đó. Thì nội dung của khóa này bao gồm những cái nội dung như sau. Nó sẽ bao gồm HTML đó, thì bao gồm cả HTML 4 và 5. Chúng ta sẽ có một buổi CSS và kiến thức về Java, Swift, jQuery, chúng ta sẽ học 8 buổi đó. Video của cái buổi học này sẽ không có đăng trên YouTube nhé, anh sẽ invite riêng cho các bạn, và nó cũng là công sức của cả lớp cũng như là của anh nữa, nên là các bạn cũng sẽ private về video nhé. Ok chưa? Đó, chúng ta sẽ thống nhất như vậy. Thì video ở đây sẽ chỉ có của lớp thôi. Đó. Thì đây là nội dung chính chúng ta sẽ học trong khóa này, và kiến thức quan trọng nhất là vẫn là CSS và JS để chúng ta có thể dựng được giao diện và viết các ứng dụng cho trang web của mình thông qua JavaScript và jQuery. Đó. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là vậy thì HTML dùng để làm gì? CSS dùng để làm gì? Và JS thì sẽ dùng để làm gì? Trong khóa học này thì anh sẽ nói đơn giản như sau. Đây, thì cả khóa học này chúng ta sẽ có những cái nội dung này. Đó, thì cả ba cái này, cả bốn cái này thì nó sẽ tạo ra cái website cho các bạn. Nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái website như thế này. Đó, và đối với HTML thì các bạn nhìn thấy đây, tại sao chúng ta lại phải sử dụng HTML? Thì HTML nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái cấu trúc của một trang. Đây, các bạn thấy đây là một trang HTML đơn giản. Đó, thì đâu đó các bạn sẽ nhìn thấy các thẻ HTML ở đây. Đó, thì nó dựng cho chúng ta cái bộ khung sườn của trang, thì đây chính là code HTML. Đó, và kết quả của cái trang này khi mà chưa có CSS thì các bạn nhìn thấy này, nó đơn giản như thế này thôi. Đó, code của nó đơn giản như thế này thôi. Đó, nó là menu như thế này. Thì nhìn vào đây thì nó sẽ rất là rối, nó như là một cái đoạn văn bản đó. Đó, thì khi mà chúng ta sử dụng HTML thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại được ở việc dựng được cái khung như thế này. Đó, chính vì vậy chúng ta sẽ phải dùng thêm CSS để chúng ta thực hiện cái việc này, để chúng ta style lại cái giao diện của chúng ta. Đó, thì đây là code CSS, các bạn có thể nhìn qua một vài cái cú pháp của CSS. Đó, thì CSS nó sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta đi dựng giao diện, nó thứ nhất là nó đẹp hơn, và cái thứ hai nữa là nó chạy được đa nền tảng, chạy trên mobile, trên desktop, trên tablet, kiểu như vậy. Thì CSS nó sẽ giúp cho chúng ta những việc đó. Đó, đây, và sau khi có CSS thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện của nó sẽ như thế này. Đó, sau khi có CSS thì các bạn sẽ thấy giao diện nó sẽ, chúng ta sẽ làm được như thế này. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là cái JavaScript với cái jQuery kia thì nó dùng để làm gì? Theo các bạn thì nó dùng để làm gì? JavaScript với jQuery thì nó sẽ dùng để làm gì các bạn?
Đúng rồi. Hỗ trợ cơ sở dữ liệu thì không liên quan nhé. Thì bản chất JavaScript nó sẽ giúp chúng ta viết các ứng dụng trên phía người dùng. Có nghĩa là nó giúp chúng ta bắt được các hành động, các sự kiện của người dùng khi tác động vào trang. Nó tạo ra các hiệu ứng, nó tạo ra các slide chuyển động. Nó giúp cho trang web nó sẽ hỗ trợ và giúp cho trang web nó sẽ có những cái tiện dụng cho người dùng khi mà họ sử dụng trên trên cái nền trên cái trang web của mình. Đây, thì đây là một cái đoạn code JavaScript và code jQuery các bạn có thể nhìn qua. Đó vẫn cùng một cái một công việc nhưng mà hai cách viết khác nhau khi dùng JavaScript và khi dùng jQuery, hai cách viết hoàn toàn khác nhau. Đó. Thì bản chất của thằng JavaScript với jQuery là nó giúp chúng ta tương tác với người sử dụng cái web đó. Đó và cái thứ hai là giúp chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng giúp trang web nó bắt mắt hơn, ngoài đẹp rồi thì nó sẽ phải tương tác được với người dùng. Thì chúng ta sẽ cần đến thằng JS. Đây, ví dụ anh có một cái ví dụ đối với vai trò của thằng JS trong trường hợp này. Ví dụ khi anh kích vào cái menu quản lý tin tức thì anh muốn bật ra một cái thông báo là bạn vừa click vào cái menu quản lý tin tức đó, như các bạn nhìn thấy đó. Thì để làm được việc này thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng JS đó. Thì đây là một cái ví dụ nhỏ thôi để các bạn có thể hiểu được là thằng JavaScript và thằng jQuery nó sẽ làm gì. Ok chưa? Anh đi có nhanh quá không cả lớp? Rồi. Ok. Chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Rồi. Vậy thì bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về HTML. Vậy thì những cái mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này đó là chúng ta sẽ phải nắm được là thằng HTML nó là cái gì. Cái thứ hai nữa là tại sao chúng ta phải sử dụng nó. Cách chúng ta định nghĩa một trang HTML như thế nào. Và một cái quan trọng đó là các bạn nhớ được cái cấu trúc thẻ HTML. Đó. Khi các bạn nhớ được cấu trúc thẻ HTML rồi thì các bạn sẽ kiểm soát và control được hầu hết tất cả các thẻ HTML khác. Bởi vì chúng ta sẽ không thể đi học cách nhớ tất cả các thẻ HTML, trong khi đó HTML nó rất là nhiều thẻ, thì chúng ta sẽ có cái quy luật để chúng ta có thể nhớ được khi muốn dùng bất kỳ thẻ HTML nào chúng ta cũng có thể dùng được. Đó. Và phần trong cái bài này thì chúng ta sẽ đi sâu vào các thẻ, đó là thẻ form. Tí nữa anh sẽ nói cấu trúc HTML là gì. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ form, thẻ table và một số thẻ HTML5 thường dùng. Đó. Thì bản chất thằng HTML5 nó sinh ra để làm gì và tại sao chúng ta dùng nó thì đến khi đến phần đó anh sẽ giải thích. Sau đó chúng ta sẽ đi thực hành dựng giao diện với table. Đó. Anh sẽ hướng dẫn các bạn dựng giao diện với table và chúng ta sẽ có một vài cái dạng bài tập kiểu như thế này. Chúng ta sẽ dựng một cái giao diện đúng như thế này luôn với HTML. Ví dụ một cái form đăng ký đơn giản như thế này. Thì bài tập thì đơn giản thôi nhưng chúng ta sẽ học cách để chúng ta phân tích cái giao diện này chúng ta sẽ cần những cái gì. Kiểu như vậy. Đó thì đấy là cái mục đích của bài này. Tiếp theo chúng ta sẽ dựng một cái giao diện như thế này. Anh lấy của lớp Finance 6. Đây, một cái giao diện các bạn cũng làm ở trên lớp kiểu như thế này. Đó, thì không có CSS nên là nó sẽ hơi thô và hơi xấu một chút. Không sao cả. Quan trọng là các bạn khi các bạn dựng được trang này thì các bạn sẽ nhớ được những cái thẻ mà các bạn dùng và hiểu được ý nghĩa của nó hơn. Ok. Đó, và giao diện thứ ba nó là cái này. Cái này nếu bạn nào xem ở trên YouTube anh có một bài hướng dẫn về cái này thì chúng ta cũng sẽ dựng cái này, một trang này. Đó, nhìn thì nó đây, từ đơn giản, phức tạp hơn. Đó và đẹp hơn nữa. Đó, thì chúng ta sẽ đi theo ba cái cấp độ như thế này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu.
Đó, đây là toàn bộ những cái nội dung mà chúng ta sẽ học buổi hôm nay. Thì anh sẽ stop slide lại. Bây giờ anh sẽ mở cái màn hình code của chúng ta lên. Đây. Thì hiện tại là anh đang dùng Sublime Text. Đó. Thì hầu hết các bạn cũng đang dùng Sublime Text đúng không? Thì mỗi buổi anh sẽ có một cái file document ở đây. Anh sẽ lưu cái file này với cái tên là document. Nó cũng là cái tài liệu để các bạn theo dõi nữa. Đó. Rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chúng thẻ HTML là cái gì. Đó. Thì cái này thì các bạn có thể tìm hiểu ở rất nhiều nguồn khác nhau. Đó thì anh định nghĩa đơn giản đó là HTML nó là cái ngôn ngữ siêu văn bản. Nghe các bạn đã biết nó dùng để làm gì rồi. Nên là nó chỉ dừng ở mức để trình bày nội dung văn bản hay là nội dung text cho một trang web thôi. Nó có nghĩa là nếu mà các bạn sử dụng HTML để dựng trang ấy, thì nội dung của nó là dạng văn bản. Đó. Nhưng nó lại là siêu văn bản, có nghĩa là nó cho phép chúng ta có thể nhúng hình ảnh, nhúng video, nhúng rất nhiều thứ vào nữa. Đó. Và tất cả những cái đó nó được được quy định bởi các thẻ HTML cụ thể. Ví dụ như nhúng ảnh thì chúng ta dùng thẻ IMG, hay nhúng video thì chúng ta dùng thẻ video, kiểu như vậy. Đó. Thì về định nghĩa thì các bạn chỉ cần nắm cho anh là nó là một ngôn ngữ để thể hiện nội dung cho một trang web mà chúng ta hay gọi là ngôn ngữ siêu văn bản. Ok chưa? Cái lý do quan trọng thứ hai, à cái vấn đề quan trọng thứ hai mà anh muốn nhắc đến là tại sao chúng ta phải dùng nó này. Theo các bạn thì tại sao chúng ta phải sử dụng HTML? Theo các bạn thì tại sao? Anh sẽ mở một vài trang web lên. Đây, anh giả sử anh mở trang VN Express lên này. Anh mở trang một cái trang báo khác lên này. Đây. Và anh mở trang Facebook lên chẳng hạn. Đây. Thì các bạn thấy là anh đang đúng rồi, nó dùng để tạo ra cái bộ khung sườn trình bày bố cục cho một trang web. Đây. Anh đang nói về lý do tại sao chúng ta phải sử dụng HTML. Thì các bạn thấy là cái lý do quan trọng đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó chính là HTML nó là ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt nó biên dịch được. Duy nhất mà trình duyệt và biên dịch đó. Ok chưa? Tại sao anh lại nói như vậy? Đây, thì khi các bạn mở cái trang web này lên thì các bạn thấy đây là cái giao diện cái mà các bạn đang nhìn thấy, nó rất là đẹp đó và bố cục nó cũng rất là rõ ràng. Nhưng khi các bạn view xuống của cái trang này lên này, đây thì các bạn thấy là à đây các bạn sẽ thấy là đây là code HTML này, đây là code HTML đó. Ok chưa? Đó, và nó chính là cái code mà chúng ta sẽ viết đấy đó. Nhưng ngôn ngữ để có thể tạo ra trang web này thì nó lại là ngôn ngữ ASP.NET. Đó. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù trang web nó được tạo ra bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, được xây dựng bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, ví dụ như là ngôn ngữ phía server side như là .asp này, Java này, Python này, Node.js hay là PHP, thì cái đầu ra cuối cùng của nó bắt buộc phải là HTML. Để làm gì? Để cho trình duyệt nó có thể hiểu và biên dịch được. Thì đấy là lý do mà chúng ta phải sử dụng HTML. Các bạn nắm được chưa?
Đó. Sang trang này cũng như vậy. Trang này nó được viết bằng PHP. Đó. Thì vào đây các bạn thấy là nội dung của nó đây, nó cũng tương tự như vậy. Đó. Nó cũng tương tự như vậy. Và đầu ra cuối cùng của nó cũng là HTML. Và vào phần trang Facebook chẳng hạn, thì Facebook nó là một cái platform đa nền tảng rồi. Nó chúng ta không biết là bây giờ nó đang sử dụng những ngôn ngữ gì nữa, như trước đây nó có dùng PHP. Đó. Thì khi các bạn view xuống lên thì các bạn thấy là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái thẻ HTML để cấu thành nên cái trang này. Facebook đợt này nó lỗi nên nó khá là chậm. Đây. Anh sẽ view xuống nó lên. Đây nó khá là chậm thì các bạn cũng nhìn thấy các thẻ HTML này. Đó, để tạo nên cái trang này và nó đang xử lý mã hóa các thứ nữa để chúng ta có thể không không thể nhìn thấy code của trang Facebook. Đây, khi các bạn xem cái element này thì các bạn nhìn thấy rõ ràng hơn này. Đây cấu trúc của một trang này và nó được cấu thành từ rất nhiều thẻ HTML. Đó, thì đó là lý do chúng ta phải sử dụng HTML. Nó chính là ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt nó có thể biên dịch được. Ok chưa? Chỗ này các bạn nắm được chưa? Chỉ cần hiểu cho anh như vậy nhé. Đó, và dù trang đó có viết bằng ngôn ngữ gì đi chăng nữa thì cái đầu ra cuối cùng nó vẫn phải convert sang HTML để trình duyệt nó có thể hiểu. Được chưa? Tiếp theo anh sẽ nói về cấu trúc của một trang. Đó. Cấu trúc của một trang thì đầu tiên chúng ta sẽ nói cách tạo trang. Thì để tạo một trang HTML chúng ta tạo như thế nào các bạn? Chúng ta tạo nó như thế nào? Đúng rồi. Chúng ta sẽ tạo ra một cái trang với cái tên file .html như thế này. Có rất nhiều bạn tạo xong trang HTML nhưng mà lại quên không có cái đuôi này và chạy nó lên thì chương trình trình duyệt nó không hiểu được. Mà cứ và các bạn ấy lại nhắn tin hỏi là sao tại sao em làm giống như video mà anh hướng dẫn mà vẫn sai. Thì đến khi kiểm tra lại thì các bạn quên không đặt tên đuôi file. Kiểu kiểu như vậy. Hoặc là đặt tên đuôi file nó như thế này. Thì chắc chắn là trình duyệt nó sẽ không thể hiểu được. Thì cái này các bạn lưu ý. Đó. Thì để tạo ra một trang thì chúng ta sẽ tạo ra theo cách tổng quan như thế này. Đó, bây giờ anh sẽ tạo ra một trang HTML. Ví dụ anh để là example.html như thế này. Đó, ok chưa? Đó, thì cách để tạo nhanh thì các bạn chỉ cần gõ HTML đối với Sublime Text nhé. Các bạn nhấn Tab như thế này. Đó. Các bạn nhấn Tab như thế này thì thằng Sublime Text nó sẽ tạo ra cho chúng ta cấu trúc của một trang luôn. Đó. Thì nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là cấu trúc của một trang HTML đơn giản thì nó đầy đủ các thành phần như sau. Đầu tiên là nó bắt đầu bằng thẻ HTML và kết thúc bằng thẻ đóng HTML. Được chưa? Đó. Và sau thẻ HTML nó là phần đầu trang. Nó chính là thẻ head. Và sau thẻ đầu trang thì nó là thẻ thân trang. Đó. Thì các bạn cứ liên tưởng cho anh là khi các bạn định nghĩa cấu trúc của trang HTML nó giống như là định nghĩa một bài văn ấy. Nó sẽ có phần mở đầu của trang này, chính là phần đầu trang này, phần mở này, phần đầu trang này, thân trang, rồi cuối cùng là thẻ đóng là để đóng trang lại. Đó, cái này các bạn cần nhớ cho anh nhé. Đó, và bên trong này nó là các thẻ HTML. Đó, nó là các thẻ HTML ở bên trong này. Tất cả các thẻ HTML mà các bạn muốn hiển thị nó lên trên trên trình duyệt như thế này này, cạnh những cái mà các bạn đang nhìn thấy ở đây này, thì các bạn bắt buộc phải định nghĩa vào trong body. Đó,
Nếu các bạn không định nghĩa trong body thì nó sẽ không hiểu đâu. Nhớ cho anh điểm đó. Đó, thì đây là cấu trúc của một trang, thì anh hoàn toàn có thể đưa vào, anh đưa vào document như thế này để các bạn có thể xem lại. Đó, muốn làm gì thì làm. Các bạn tạo cho anh một trang và tạo cho anh được cái cấu trúc này đã trước khi các bạn viết code. Nhớ cho anh như vậy nhé. Đó, các bạn tạo cho anh cấu trúc này rồi sau đó các bạn viết code ở trong đây. Đó, tất nhiên là ở trên thẻ head này nó cũng có các thẻ HTML khác, thì lát nữa anh sẽ nói. Đó, thì như thế này chúng ta đã có được cấu trúc của một trang HTML rồi. Và đây là thành phần cấu tạo của một trang. Đó, vấn đề là khi mà chúng ta nắm được cấu trúc của một trang rồi thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc của thẻ. Thì chúng ta sẽ nói về cấu trúc của thẻ. Đây, anh quay trở lại đây. Thì chúng ta đã nói là để định nghĩa các thẻ HTML khác và muốn hiển thị lên trên trình duyệt thì chúng ta sẽ định nghĩa nó trong body. Anh giả sử anh có một thẻ H1 như thế này. Đó, sau đó anh có một thẻ khác là thẻ A. Anh có thẻ liên kết như thế này. Đó, giả sử như vậy. Đó, sau đó anh có một thẻ nữa là thẻ input như thế này. Và anh có một thẻ nữa là thẻ xuống dòng như thế này. Đây, anh lấy 4 cái ví dụ này để chúng ta cùng nhau phân tích về cấu trúc của một thẻ HTML nó sẽ bao gồm những gì. Bạn nào có thể định nghĩa cho anh cấu trúc của một thẻ HTML nó sẽ là như thế nào? Bao gồm những gì? Cấu trúc chung của hầu hết các thẻ HTML nó là như thế nào các bạn nhỉ? Các bạn chat lên đi, chúng ta có thể vừa học vừa trao đổi vì chúng ta học trực tiếp như thế này nên là các bạn cứ mạnh dạn chat lên, chúng ta cùng trao đổi. Nó là như thế nào các bạn nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Đó, thì từ 4 cái ví dụ này thì chúng ta định nghĩa ra được cái cấu trúc, cách định nghĩa một thẻ tổng quan như thế này. Đó, đây là cách định nghĩa một cái thẻ. Và một loại thứ hai đó là như thế này. Đó, từ 4 cái ví dụ kia. Đây, từ 4 cái ví dụ này thì chúng ta suy ra là một thẻ HTML chúng ta chỉ cần nhớ là nó có tên thẻ. Ok chưa? Và thông thường thì nó sẽ có thẻ mở và thẻ đóng. Và thẻ mở và thẻ đóng nó sẽ có tên giống nhau. Đó. Và sau khi ở giữa cái thẻ mở và thẻ đóng đó thì nó sẽ có nội dung. Đó. Thì cái nội dung này sẽ là gì? Thì nội dung này nó có thể là text, nó văn bản thuần túy, nó có thể là số, hoặc là nó có thể là thẻ HTML khác. Đó, các bạn hiểu chỗ này không? Đó, ví dụ anh có cái một cái thẻ như thế này. Đó, và trong này anh sẽ có rất nhiều thẻ khác nhau. Thì đây được gọi là nội dung của thẻ deep. Đó, thì có nghĩa là cái nội dung trong cái thẻ này này nó có thể là text, là số hoặc là các thẻ HTML khác. Ok chưa? Đó. Và cái thứ hai nữa là trong một số trường hợp đặc biệt thì thẻ HTML có một số thẻ sẽ không có thẻ đóng mà nó sẽ đóng thẻ trên chính nó. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Thông qua dấu backslash như thế này. Đó, thì đại diện của nó thì chúng ta có một vài cái thẻ như là meta, pr, kiểu như vậy, input.
Đó, nó không quá nhiều, đủ để các bạn nắm được. Được chưa? Đó, đầu tiên là cách định nghĩa thẻ này. Cấu trúc của nó bao gồm là có tên, được chưa? Có thẻ mở và thẻ đóng, IMG nữa. Có thẻ mở và thẻ đóng. Và cái thứ hai nữa là các bạn quay trở lại đây, các bạn nhìn vào cho anh cái thẻ A này. Thẻ A là một thẻ thông thường nên nó có thẻ mở và thẻ đóng này. Đây. Đây. Nhưng các bạn nhìn vào đây. Trong thẻ A này nó có cái gì nữa các bạn? Trong thẻ A này nó có hai cái thành phần này và chúng ta tạm gọi là thuộc tính. Đây. Có nghĩa là trong mỗi thẻ này chúng ta hoàn toàn có thể có thuộc tính attribute. Đó. Chúng ta sẽ có thuộc tính, kể cả là thẻ không có thẻ đóng cũng có thể có thuộc tính. Nó gọi là thuộc tính. Thuộc tính của thẻ. Ok chưa? Đó. Và cấu trúc của thuộc tính thì nó sẽ là attribute name và value tương ứng. Cấu trúc của một cái thuộc tính nó sẽ là như thế này. Đó, ok chưa? Ví dụ chính là cái này. Đây. Thì đây được gọi là một thuộc tính này. Đó. Và nó có giá trị tương ứng này. Đây cũng là thuộc tính và đây là giá trị. Các bạn hiểu đơn giản như thế nhé. Được chưa? Đó. Tiếp theo, các bạn nhận ra một điều gì nữa? Đó là đối với thẻ HTML thì về thuộc tính thì nó có thể có hoặc là không. Ví dụ thẻ H1 này, chúng ta không thấy có thuộc tính. Thẻ input này chúng ta thấy có hai thuộc tính. Đó. Nhưng ví dụ anh có thẻ div này thì chúng ta lại thấy là chỉ có một thuộc tính thôi. Ok chưa? Đó. Thì có nghĩa ở đây là gì? Thuộc tính có thể có một hoặc nhiều hoặc không có. Đó, ok chưa? Các bạn vẫn hiểu chứ? Về thuộc tính của thẻ thì có thể có một hoặc nhiều hoặc là không có. Đó. Và cái thứ hai nữa, nói về thẻ thì chúng ta sẽ có một ý nữa, đó là chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa ra thuộc tính. Đó, anh nói như vậy có nghĩa là sao? Ví dụ, bình thường các bạn nhìn vào một thẻ HTML thì các bạn sẽ chỉ thấy là một vài các thuộc tính mà chúng ta thường gặp như là class, ID, title, src, người href, các thứ, đúng không? Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa một cái thuộc tính nào đó do chính chúng ta định nghĩa ra. Ví dụ, anh để là một cái thuộc tính là Corona chẳng hạn, 19 như thế này. Thì trình duyệt nó vẫn hiểu được đây là thuộc tính của thẻ div. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Đó, thì từ đây có nghĩa là gì? Chúng ta suy ra được là gì các bạn? Chúng ta suy ra được là à, vậy thì chúng ta cũng không cần quá quan tâm là một thẻ nó sẽ có bao nhiêu thuộc tính. Bởi vì sao? Chúng ta thích thì chúng ta định nghĩa ra cho nó thôi. Đó, ngoài những cái thuộc tính cơ bản mà nó có, mà mặc định nó đang có, thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa thêm. Ok chưa? Đó, đó là về thuộc tính. Tương tự đối với tên thẻ cũng như vậy. Tên thẻ HTML chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa. Đó. Anh lấy ví dụ, anh hoàn toàn có thể định nghĩa một cái thẻ như thế này. User list.
như thế này. Đó, có nghĩa là danh sách user, và bên trong này anh sẽ có nội dung là lead user. Đó, khi chạy lên trình duyệt nó vẫn hiểu được cái nội dung này của anh. Đây, chúng ta sẽ chạy thử nó lên. Đây, ok chưa? Và thậm chí là chúng ta chưa học CSS nhé, nhưng mà chúng ta vẫn có thể, anh vẫn có thể demo để cho các bạn hiểu là à, dù là thẻ do chính chúng ta định nghĩa nhưng nó vẫn hiểu như giống như những thẻ HTML thông thường khác. Ví dụ như anh vẫn hoàn toàn có thể định nghĩa color cho cái thẻ này giống như các thẻ khác. Đây, các bạn nhìn thấy list user của anh có color là red. Đó, anh hoàn toàn có thể định nghĩa font size 24 25 pixel. Đó, nó không khác gì những thẻ HTML khác cả. Đó, các bạn nhớ được chưa? Ok, các bạn nắm được chưa? Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa, và chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa thuộc tính cho nó. Ví dụ number anh để bằng 1. Đó. Đó. Vậy thì qua cái ví dụ này, những cái thẻ dạng như thế này này, sau này các bạn sẽ thấy là chúng ta học sang Angular hay là sang React Native ấy, thì nó sẽ không bao giờ đi dùng những cái thẻ ví dụ như div hay là h1 các thứ đâu, mà nó đi định nghĩa cái thẻ này để nó dùng theo chính tên của nó. Đó, thì định nghĩa dùng trong trường hợp nào thì anh, khi mà các bạn làm sang framework, lúc đó có những cái khái niệm về component ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hơn. Đó, ví dụ trong một số trường hợp mà các bạn muốn định nghĩa cho cái bài toán của mình nó đặc biệt một chút. Đó, và nó muốn, các bạn muốn nó tường minh hơn một chút thì các bạn có thể tự định nghĩa thôi. Đặt ngẫu nhiên thôi, cái này là do mình chứ không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố gì cả. Ok chưa? Ví dụ trên một trang nó có các thành phần ấy, bên trái, bên phải, trên, dưới. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể đặt tên theo ý của mình. Thì lát nữa đến thằng HTML5 ấy, nó sinh ra cũng để giải quyết cái mục đích đó. Thì lát nữa anh sẽ nói. Các bạn hiểu phần này chưa? Hiểu phần cấu trúc của thẻ này chưa? Thì nó bao gồm tên, thuộc tính và có đóng mở. Được chưa? Đó. Thì từ đây các bạn có cần quan tâm là có bao nhiêu thẻ HTML nữa không? Có lẽ là sẽ không cần quan tâm nữa, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cần thì các bạn sẽ tự định nghĩa được, hoặc là các bạn chỉ cần nhớ chưa thực sự chính xác về cái tên đó thì các bạn chỉ cần gõ tên ra là có thể dùng được. Đó, ok chưa? Cái việc đóng mở thẻ nhanh nó là do thằng Sublantech nó hỗ trợ thôi. Đó, anh đi tiếp nhá. Đó, thì có một chia sẻ như thế này, đó là khi các bạn làm với một dự án thực tế thì các bạn sẽ không dùng quá 12 thẻ đâu. Khoảng từ 7 đến 12 thẻ đủ về là đủ để các bạn có thể dựng được một trang web hoàn chỉnh rồi. Bởi vì sao? Chúng ta dùng CSS để chúng ta dựng cái style cho trang. Còn dựng bộ khung thì chúng ta chỉ dùng 7 đến 10 thẻ thôi. Đó. Thì ở trong HTML nó cung cấp cho chúng ta các thẻ cơ bản để chúng ta có thể dựng trang. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nó. Có nhanh quá không cả lớp? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các thẻ HTML. Đó. Thì anh cũng sẽ không sâu ra quá nhiều, bởi vì nó cực kỳ nhiều luôn, cực kỳ nhiều thẻ, nhưng mà chúng ta sẽ không sâu ra quá nhiều thẻ. Anh sẽ nói đến những cái để chúng ta có thể vận dụng nó, dựng giao diện. Đó. Thì đầu tiên anh sẽ nói về thẻ tiêu đề. À, sorry các bạn, trước khi nói về các thẻ thì anh sẽ cùng các bạn đi phân loại đã. Như các bạn tìm hiểu thì HTML có bao nhiêu loại thẻ? Có bao nhiêu loại thẻ các bạn?
N1, hai loại chưa đủ. Không đủ, 7 loại không đủ. Thì anh sẽ nói ra ba cái keyword này thì các bạn sẽ thấy nó khá là quen. Có thể là các bạn không để ý thôi. Đó. Thì nó tương đương với ba cái loại thẻ trong HTML. Đầu tiên nó là block. Các bạn thấy cái keyword này có quen không? Khá là quen đúng không? Cái loại thứ hai đó là inline. Ok chưa? Và cái loại thẻ thứ ba đó là năm. Đó. Inline với inline block thì sẽ không nói nữa nhé, vì nó là kết hợp của cả hai. Đó. Thì HTML nó có ba loại thẻ như thế này. Thì nó khác nhau như thế nào thì anh sẽ làm rõ cho các bạn. Ví dụ đối với thẻ kiểu thẻ block anh có đại diện là thẻ div. Đó. Inline anh có đại diện cho thẻ inline là span. Kiểu năm anh có đại diện cho nó là thẻ meta. Như thế này. Ok chưa? Vậy thì nó khác nhau như thế nào? Bây giờ anh sẽ chỉ cho các bạn. Anh quay trở lại đây, anh tạo ra một cái file là HTML tài chấm HTML. Anh sẽ tạo ra một cái trang với cái tiêu đề là phân loại thẻ HTML. Đó. Ok chưa? Thì anh có một cái thẻ div như thế này. Với cái nội dung anh để là nội dung của thẻ div. Đó. Anh có thẻ span như thế này. Dung của thẻ span. Và anh có cái thẻ meta như thế này. Đó, ví dụ anh để content là học lập trình funnel. Đó, ok chưa? Bây giờ anh chạy cái trang này lên. Các bạn sẽ thấy đầu tiên anh sẽ nói về thẻ div trước. Như chúng ta nói thẻ div là thẻ mang kiểu block thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi anh hover chuột vào cái thẻ div này này. Đây. Thì các bạn sẽ thấy cái độ rộng của nó như thế nào. Nó rộng toàn màn hình đúng không? Đây. Khi hover vào thẻ div nó sẽ rộng toàn màn hình. Đó. Còn độ cao của nó thì sao? Độ cao của nó sẽ rộng bằng đúng cái nội dung mà nó chứa thôi. Đây này. Đó. Tương tự khi mà anh hover vào thẻ span thì các bạn thấy cái độ rộng của nó như thế nào? Thì độ rộng của nó chỉ rộng bằng cái nội dung mà nó chứa. Còn độ cao nó cũng chỉ rộng bằng nội dung mà nó chứa. Đó, thì đấy là tính chất của nó. Thì thẻ div này nó sẽ tràn màn hình như thế này. Đó, nó sẽ phụ thuộc vào màn hình web mà các bạn chạy, ví dụ chạy trên TV thì nó sẽ rộng hơn kiểu như vậy, nhưng các bạn chỉ cần nhớ ra như vậy. Đây, một cái là rộng, đó nó khác nhau về tính chất của độ rộng ấy. Thì mặc định trình duyệt nó hiểu thằng này sẽ là rộng toàn màn hình đó, ok chưa? Còn đối với thẻ meta thì sao? Các bạn nhìn thấy ở đây thì thẻ meta nó đại diện cho kiểu thẻ là kiểu none. Có nghĩa là nó không hiển thị lên trên trình duyệt. Có nghĩa là đối với tất cả những thẻ mang kiểu none nó sẽ ẩn đi. Đó, nó không hiển thị trên trình duyệt. Đó, chỉ cần nhớ cho anh như vậy thôi. Và hầu hết tất cả các thẻ định nghĩa ở trong thẻ hash đều ẩn đi không hiển thị trên trình duyệt, trừ thẻ title. Chính là đại diện cái tiêu đề của cho cái trang đấy đây này. Đó, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài của chúng ta. Đây. Đó, các bạn nắm được các loại thẻ và tính chất của từng loại rồi chứ?
Anh sẽ đi tiếp sang phần các thẻ HTML cơ bản. Đó. Thì đầu tiên anh sẽ nói về thẻ tiêu đề. Thẻ tiêu đề. Thì các bạn liên tưởng đến những thẻ nào? Với thẻ tiêu đề thì chúng ta sẽ liên tưởng đến thẻ nào các bạn? Đến thẻ H đúng không? Và nó sẽ chạy từ H1 cho đến H6. Đó. Chúng ta sẽ có 6 thẻ tiêu đề này. Ok chưa? Và 6 thẻ này, 6 thẻ này nó sẽ có tính chất như thế nào thì anh sẽ chạy nó lên h.html. Tiêu đề của nội dung. Các bạn đừng hiểu tiêu đề của trang nhé, mà là tiêu đề này là tiêu đề của nội dung. Đây. Anh sẽ chạy nó lên này. Đây. Ok chưa? Thì khi chạy lên 6 cái thẻ này lên thì trình duyệt nó sẽ hiểu. Nó sẽ hiểu cái nội dung này. Theo tính chất của từng thẻ thì nội dung nó sẽ có cái cỡ chữ giảm dần từ H1 đến H6. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó. Thì hầu hết các trang báo thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hay dùng thẻ tiêu đề cho tên bài viết kết hợp với thẻ liên kết. Đây. Vào trang này không hiểu sao khá là chậm. Đây. Anh vào từng cái tiêu đề của bài viết này. Chậm quá. Vì trang nó lốt nên là nó khá là chậm. Đây các bạn nhìn thấy này. Tiêu đề này. Đây. Thì hầu hết anh sẽ chỉ cho nhanh vì nó lốt khá là chậm. Thì hầu hết tất cả những tiêu đề nội dung như thế này thì nó sẽ là thẻ dùng thẻ tiêu đề. Và các bạn lưu ý cho anh là trên cùng một trang thì chỉ nên có một thẻ H1 thôi. Những cái này thì nó dùng thẻ tiêu đề hết. Đây những cái này. Đó, các bạn nhớ ra như vậy. Ok chưa? Rồi, quay trở lại bài của chúng ta. Thì đây là thẻ H. Đó. Lưu ý nhé. Trên cùng một trang chỉ nên có một thẻ H1. Các bạn có biết tại sao không? Cái này nó không ảnh hưởng đến việc dựng giao diện trang hay là cấu trúc của trang, nó không ảnh hưởng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến SEO. Nó sẽ ảnh hưởng đến SEO. Đây, nếu bạn nào mà làm marketing hoặc là làm SEO ấy, thì sẽ quan tâm đến yếu tố này. Đó, nó sẽ ảnh hưởng đến SEO. Ok chưa? Đó, nếu mà có nhiều thẻ H1 trên trang ấy, thì nó sẽ báo là SEO của trang của cái website đó không tốt. Đó, các bạn lưu ý cho anh nhé, đây là một cái kiến thức nó không liên quan quá nhiều đến lập trình, nhưng mà các bạn cũng nên biết. SEO chính là cái gọi viết tắt của từ Search Engine Optimize. Khi các bạn search lên Google cái từ khóa ví dụ như là Corona thì nó sẽ trả về cho các bạn
danh sách rất nhiều website nói về cái căn bệnh này đó, nó gọi là SEO top Google ấy đó, ok chưa? Thì thằng Google nó có một cái tiêu chí để đánh giá SEO cho một trang, thì trong đó nó có tiêu chí này, trong cùng một trang sẽ chỉ có một thẻ H1 thôi đó. Tiếp theo anh sẽ nói đến các thẻ thể hiện trong văn bản. Đó, thì các bạn sẽ liên tưởng đến những thẻ nào? Thì đầu tiên, khi mà anh nói đến nhóm các thẻ thể hiện cho văn bản ấy, thì các bạn liên tưởng cho anh đến cái việc mà các bạn trình bày cái trang Word của mình ấy. Đó, thì khi trình bày trang Word thì các bạn sẽ có gì? Xuống dòng này, in đậm, in nghiêng, tô màu, chỉnh cỡ chữ, đó, kích thước chữ ấy, hay là tạo đoạn văn. Kiểu như vậy, đơn giản như thế thôi. Thì chúng ta sẽ có các thẻ như thế này. Anh có thẻ P. Nội dung. Anh sẽ viết ở đây luôn nhé. Cái này ý nghĩa của nó là tạo đoạn văn. Đó. Ví dụ anh có thẻ U. Ý nghĩa của nó là để làm gì? Tạo gạch chân. Đó, ok chưa? Rồi chúng ta sẽ có thẻ gì? Thẻ Y thì sao các bạn? Thẻ Y thì sao? Thẻ Y để in nghiêng văn bản. Thẻ phông thì sao? Thẻ phông thì nó lại là một cái thẻ đặc biệt. À sorry, nó là lại là một cái thẻ mà có thuộc tính quy định cái tính chất của nội dung bên trong. Thì nó sẽ có thuộc tính để quy định tính chất, ví dụ như là cỡ chữ. Đó. Đơn, các bạn nhập vào là một số đây, đơn vị là PT. Đó. Hay là color. Đó. Hay là thuộc tính này, phây các bạn biết dùng để làm gì không? Chúng ta quy định cái kiểu kiểu phông chữ. Đó. Thì cái này anh sẽ nốt ra vì nó có thuộc tính. Thì cái này nó sẽ quy định là cỡ chữ. Color này quy định màu chữ. Phây nó quy định là kiểu phông. Ví dụ như các bạn hay nói đến phông gì nhỉ, phông Tamiroman này, hay là phông Tahoma này, Arial này, kiểu như vậy. Đây thì cách dùng thì khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần copy định nghĩa như thế nào thì nó sẽ chạy lên như thế. Đây là sử anh chạy ở đây như thế này. Đây. Đó. Ngoài ra anh sẽ liệt kê nốt ra nhé. Thẻ để in đậm văn bản. Nội dung thì chúng ta sẽ có in đậm. In đậm text. Đó, ok chưa? Ngoài thẻ P ra chúng ta có một thẻ này nữa để in đậm văn bản. Có cùng chức năng với thẻ P. Nhưng các bạn thấy là thẻ P với thẻ Strong có cùng chức năng, vậy thì nó sinh ra hai thằng để làm gì? Nó sinh ra hai thằng P với Strong để làm gì các bạn? Chắc chắn là nó phải khác nhau ở đâu đó đúng không? Thì nó mới sinh ra. Có đúng không? Thì theo các bạn thì nó khác nhau ở đâu? Chúng ta thảo luận một chút về cái này. Theo các bạn thì nó khác nhau ở đâu mà nó sinh ra cho chúng ta hai cái thẻ này? Có bạn nào biết không?
Đúng đấy, có một bạn nói đến không kiểu inline thẻ P, thẻ B cũng là kiểu inline đó, đúng rồi đấy, có một bạn nói đúng, đó là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến SEO. Khi các bạn SEO một cái từ khóa lên trên top của Google ấy, thì chúng ta nên dùng thẻ strong đó. Ví dụ ở trong đây nó là một cái từ khóa, ví dụ như là học lập trình chẳng hạn như vậy, thì các bạn nên bọc cái từ khóa học lập trình trong thẻ strong. Thì thằng Google nó đánh giá những cái nội dung ở trong thẻ strong là những nội dung được nhấn mạnh đó, thì nó sẽ tốt cho SEO. Còn về tác dụng về mặt kỹ thuật, có nghĩa là về mặt lập trình, thì hai thằng này có vai trò như nhau, các bạn hiểu cho anh như vậy đó. Ngoài ra anh có thẻ này nữa, thẻ này dùng để làm gì đó, chúng ta sẽ đi từng cái nhóm thẻ một, nhóm đối tượng thẻ một dùng để làm gì các bạn, thể hiện xóa đúng không? Đây chúng ta chạy lên này, anh chạy cái nội dung này lên thì các bạn sẽ thấy là à đây, nó sẽ gạch chân xóa như thế này. Bây giờ anh sẽ nói về thẻ phông. Đây anh demo một cái thẻ phông đi, anh có size 24 ví dụ như test thẻ phông, anh chạy lên thì các bạn sẽ thấy là cái kích cỡ chữ của nó theo cái mà chúng ta quy định đó, 24, và nó còn kiểu chữ nữa, color màu, màu chữ đã, để màu chữ ví dụ là màu đỏ thì nó sẽ thể hiện màu đỏ như thế này, được chưa? Đó, và phây cỡ chữ, à kiểu chữ ví dụ anh để là Tahoma, thì cái nét chữ nó sẽ thay đổi nhé. Đó các bạn thấy chưa, cái kiểu chữ nó sẽ thay đổi. Đây Arial, các bạn cũng nghe đến cái phông này rồi đúng không? Đó cái nét chữ thay đổi, ok chưa? Đó, còn khi mà chúng ta không quy định gì thì nó hiển thị default đó, Times New Roman đó, được chưa? Các bạn hiểu chưa? Nó mình hiểu không nhỉ? Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn rất rất nhiều các thẻ HTML để thể hiện văn bản khác nữa, nó khá là nhiều. Tuy nhiên là anh sẽ không không đi hết, anh sẽ không đi hết. Ví dụ những cái thẻ gạch kia thì nó còn có một cái thẻ là struct, anh không nhớ chính xác là nó tên là gì, vì cũng khá ít dùng, để mà gạch ngang ấy, để gạch gạch giống như là xóa ấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái thẻ struct, anh không nhớ chính xác nữa vì cũng khá là ít dùng thẻ này, nhưng mà anh sẽ để cho các bạn, thì nó tương viết tắt của nó là cái này này, anh không nhớ. Đây, cũng là nội dung. Structure đó đó, thì cái này nó khác cái gì các bạn? Thì đối với thẻ này á, thực ra thì để phân biệt hai cái này về vai trò thì nó là như nhau. Có một bạn đang hỏi anh này, là nó khác nhau như thế nào, thì thú thực là anh cũng không đi so, chưa bao giờ đi so sánh hai cái thẻ này, Stick hay Stretch. Thì vai trò của nó là để chúng ta thể hiện cái gạch, tức là loại bỏ cái văn bản này đi, có nghĩa là chúng ta xóa cái văn bản đó. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản như thế thôi, còn cái này nó cũng không ảnh hưởng gì đến SEO, nên là anh cũng không 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 thực sự là cũng không so sánh nó.
nên là cũng không biết là hai thằng này đang khác nhau như thế nào, nhưng mà nhìn vào thì chúng ta biết là nó khác nhau về cách viết rồi đã. Đó, ok, anh đi tiếp nhé. Rồi, chúng ta sẽ nói thêm một vài cái thẻ nữa, thẻ P đúng không? Ngoài ra thì để xuống dòng thì chúng ta dùng thẻ BR. BR là một thẻ đặc biệt. Thì tại sao phải xuống dòng? Tại vì đơn giản như thế này này. Trong HTML thì nó không có khái niệm xuống dòng theo giống như ở trong Word. Có nghĩa là sao? Ví dụ như trong Word các bạn nhấn Enter nó xuống dòng là nó sẽ xuống. Như trong HTML thì không. Ví dụ anh viết một đoạn, anh thể hiện đoạn văn như thế này ở trên sắp làm text. Anh có cái đoạn văn như thế này. Đó. Bình thường các bạn viết ở trong file Word ấy, thì chắc chắn là nó sẽ xuống dòng theo đúng cái đoạn văn như này trong Word Office ấy. Nhưng ở đây thì sẽ không. Đó, ok chưa? Nó sẽ liền tù tì như thế này. Đó. Và ở trong HTML nó có một khái niệm nữa, đó là dù bạn có N khoảng trắng thì nó cũng sẽ không hiểu. Đây. Nó chỉ hiểu một cái khoảng cách thôi. Đó, ok chưa? Thì để xuống dòng thì chúng ta có thể dùng thẻ B này. Hoặc là các bạn có thể dùng thẻ P để tạo ra cái đoạn văn. Đây. Như thế này. Hoặc là các bạn có thể dùng thẻ P thì thẻ P nó sẽ tạo ra cái khoảng cách lớn hơn. Đây, khi anh thay thế thẻ BR. Thì thẻ P này nó sẽ tạo ra cái khoảng cách lớn hơn so với cái thẻ BR. Thì tùy vào từng bài toán mà các bạn sẽ dùng nó như thế nào cho nó phù hợp. Đó. Nó sẽ từng thành từng đoạn như thế này. Ok chưa? Ok, anh sẽ đi tiếp. Rồi, ok. Chúng ta sẽ thảo luận với nhau 5 phút. Ai làm gì thì làm nhưng 5 phút sau quay lại. Thì các bạn thấy có bị nhàm chán không? Nhiều bạn là cái này biết hết rồi. Học xong phần này các bạn có cảm thấy nhàm không? Có thể nói nhá. Bật bỏ cái tắt âm thanh đi. Bởi vì lớp mình anh biết là có một số bạn là cũng đã học tự học được sang cả CS các thứ rồi. Nên là anh nghĩ là với kiến thức này nó sẽ bị nhàm. Đó, còn một số bạn thì sẽ là mới bắt đầu. Thì anh nghĩ là với kiến thức này nó cũng vừa chứ cũng không có gì là khó. Hay là với cái tốc độ đi này anh nghĩ là cũng sẽ không 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 quá nhanh. À, đối với trường hợp thẻ H1 ấy, H1 thì tại sao trên một trang chỉ nên, thì đấy là cái khuyến khuyến cáo của thằng Google, nó có ở trong cái rule của nó luôn ấy, rule policy của thằng Google ấy. Trên một trang chỉ có một thẻ H1 thôi. Em vào những trang nào mà nó SEO tốt ấy, em mở source code của nó, em chỉ tìm thấy duy nhất thẻ H1 thôi. Đó là khi có nghĩa là khi em mở 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 số code như này và em Ctrl F ấy, em chắc chắn em sẽ chỉ thấy một thẻ H1 thôi. Đó, thì đấy là cái quy định thôi, thì chứ cũng chẳng lý do tại sao cả. Nó quy định như vậy nên là mọi người sẽ theo cái xu hướng đấy thôi. Khóa này kiến thức chính là CSS và JavaScript, jQuery. Còn HTML thì nó chỉ một buổi là hết thôi. Đó, kiến thức nặng là CSS, bởi vì sao? CSS nó sẽ giúp cho chúng ta dựng giao diện. Angular sẽ không có trong khóa này. Angular thì học khóa này mà 2 tháng thì quá nặng.
Đúng rồi, CDS thì chúng ta sẽ phải học từ căn bản để nâng cao chứ. Học nhảy bộc phát lên nâng cao thì rất khó. Có, anh sẽ nói về Bootstrap. Photoshop có. Những cái Bootstrap hay là Photoshop nó sẽ là những cái đi kèm của khóa học này. Bên anh có cả Angular, có cả Vue.js, có cả React Native và React.js, có hết. Nhưng mà những bạn nào được theo hướng full stack thì học học thêm cả Laravel hoặc là PHP nữa thì nó sẽ giúp các bạn có một cái có thêm nhiều cơ hội về việc làm hơn khi các bạn học full stack. Có back end, thực ra là các bạn đang đăng ký hết rồi, chắc là cũng đủ lớp rồi đấy. Anh chưa hỏi bạn bên anh, các bạn đang đăng ký rồi. Đúng rồi, hết buổi sẽ có 3 bài thực hành và anh cũng sẽ chữa cho các bạn, và thậm chí là anh sẽ làm luôn ở buổi này luôn. Vì học online như thế này nên là chúng ta sẽ rất thoải mái về thời gian đó, ví dụ như có thể dạy thêm khoảng 30 phút cũng không vấn đề gì. Ok, khả năng là nghỉ giải lao như vậy thôi nhỉ, chúng ta sẽ quay vào bài nhé. Ok, quay trở lại bài nhé. Thì các bạn nhớ cho anh những cái thẻ cơ bản liên quan đến text như vậy thôi. Anh sẽ bổ sung thêm một vài cái nữa. BR này. Đó, chỉ như thế này thôi, đủ để các bạn có thể thể hiện được cái văn bản trên trang rồi. Gạch chân, gạch dưới các thứ. Anh sẽ đi tiếp nhé. Về thể phông này. Tiếp theo anh sẽ nói về thẻ danh sách. Thẻ danh sách. Thì thẻ danh sách thì thông thường các bạn sẽ liên tưởng đến ULLI. ULLI. Và bên trong này sẽ là nội dung. Sẽ không có khái niệm viết nội dung ở bên ngoài như thế này nhé. Sai đấy. Các bạn viết như này là sẽ bị sai. Và các bạn sẽ phải viết như ở bên trong này. Đó. Như này là sai. Tất cả nội dung của thẻ UL sẽ nằm trong LI. Đó. Thế đây là một dạng thẻ mà nó có thẻ con. Các bạn nhớ cho anh, đây là dạng thẻ và có thẻ con. Đó. Thì chúng ta có thể sử dụng comment ở trong HTML bằng cái cú pháp này, comment code. Được, các bạn có thể dùng luôn cái nhóm học lập trình như cái nhóm kín đấy, chat trao đổi trên nhóm ấy. Anh thấy lớp mình ít đăng bài với cả comment lên đấy bạn. Đây, thì tiếp theo chúng ta cũng có thể OL. Thông thường chúng ta dùng đến hai thẻ này thôi, mà thực tế thì thường dùng thẻ này. Đó. Một dạng là danh sách tuần tự và một dạng là danh sách bất tuần tự. Anh sẽ chạy lên nhé để cho các bạn nắm được. .html. Anh có một cái trang với tiêu đề như này và anh chạy hai thẻ này lên. Đó, được chưa? Anh chạy hai cái thẻ này lên. Thì các bạn sẽ thấy cái kết quả mà thằng trình duyệt nó biên dịch ra thì nó hiểu hai cái thẻ này như thế này. Đó. Chỉ vậy thôi. Đối với hai thẻ này các bạn chỉ cần nhớ cho anh vậy thôi. Các bạn hoàn toàn có thể định nghĩa thuộc tính class ID hay bất kỳ cái thuộc tính khác cho hai cái thẻ này. Thẻ con và thẻ cha. Đó. Thì đó là dạng thẻ danh sách, cái mà chúng ta thường dùng. Ok, anh sẽ đi tiếp. Tiếp theo anh sẽ nói đến thẻ liên kết. Thì cái này dễ rồi. Thẻ liên kết thì chỉ có duy nhất một thẻ, đó là thẻ A. Đây. Tuy nhiên cái thẻ danh sách này nó còn một cái thuộc tính nữa, khả năng là anh sẽ nói cho các bạn
ít dùng thôi, nhưng anh vẫn cứ 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 đưa ra để các bạn nắm được. Đó là đây, các bạn nhìn vào đây nhé, các bạn nhìn vào cái phần này này. Đây, các bạn thấy là mặc định của nó là như thế nào? Đối với thẻ OL đi thì danh sách của nó bắt đầu từ 1 đúng không? Có phải không? Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể quy định lại cái danh sách này này. Anh không muốn từ 1 nữa mà anh muốn nó bắt đầu từ 10 đi. Đó, thì trong thực tế sẽ có những bài toán mà chúng ta sẽ gặp phải như vậy đó. Thì danh sách này nó sẽ thay đổi theo. Các bạn hiểu chưa? Đó. Thì trong thực tế chắc chắn là chúng ta sẽ gặp phải những cái cây tương tự như vậy. Ví dụ giả sử các bạn không muốn nó bắt đầu bằng một kiểu như vậy thì nó sẽ chạy như thế nào, hoặc là cái OL này mặc định là nó là kiểu số, mặc định nó là kiểu số như thế này, các bạn hoàn toàn có thể quy định lại cái kiểu cho nó thì nó có một cái là tai. Đó. Ví dụ anh để như thế này có nghĩa là cái kiểu của nó sẽ thay đổi đó. Ok chưa? Nó mình có hiểu không? Đây. Và nếu mà kiểu chữ Hán, chữ La Mã gì đây thì chúng ta có thể chạy như thế này. Đó, thì cái này tùy vào từng bài toán đấy nhá. Tùy vào từng bài toán mà các bạn dùng như thế nào cho nó phù hợp. Đó. ABC các thứ các bạn hay để là A nhỏ A lớn đấy. Theo đúng cái vai trò đây này, các bạn thấy nó sẽ tăng dần. Đó, ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Anh sẽ không nói gì đến CSS ở đây nhé. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp đối với OLLI. Chúng ta sẽ nhảy sang thằng thẻ liên kết. Anh chỉ giải thích thêm về thằng này thôi. Thì nó là thẻ A, half-left. Nó có 3 thuộc tính quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Title, Target. Anh viết luôn cái này vào đây như thế này. Bên trong này là nội dung. Ví dụ anh để là Google, hoặc là anh để là click về here, click here. Đó. Thì các bạn lên website thì các bạn sẽ thấy là ví dụ anh có một cái trang như thế này. Anh có một cái nội dung như thế này. Anh chạy lên. Các bạn thấy à, ở đây anh có một cái liên kết ghi là click here. Đây. Click here. Đó. Thì nếu mà các bạn nhìn thấy một cái nội dung label như thế này này thì các bạn có biết là click vào đây nó sẽ đi đâu không? Vào một cái trang web đen mà các bạn thấy click here như thế này thì chúng ta rất là sợ, sẽ không dám click vào. Đó. Thì làm thế nào để mà anh báo trước được người dùng là khi click vào đây thì nó sẽ đi đâu và làm gì? Thì anh sẽ dùng cái title này. Có nghĩa là cái title này nó sẽ có tác dụng để mô tả hoặc là gọi là gì nhỉ? Mô tả ấy thêm cho cái liên kết. Liên kết ví dụ anh viết ở đây là chuyển đến đến trang Google chẳng hạn. Đó. Thì ít nhất là các bạn nhìn vào các bạn cũng sẽ yên tâm hơn. Đây. Khi hover chuột vào nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái nội dung đó. Đây. Các bạn chạy lên này. Đó, nó mô tả thêm cho cái liên kết của chúng ta. Đó. Và click vào thì nó phải chuyển đến trang Google đúng không? Thì làm thế nào để thằng này nó sẽ chuyển đến trang Google?
Thì cái Hrefs này này, nó là cái trang đích. Trang đích, ok chưa? Đó, chúng ta quay trở lại đây. Chúng ta truyền vào Hrefs thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thực hiện đúng theo cái mô tả đây. Đó, ok chưa? Và các bạn thấy là khi mà anh click vào cái link này á, nó chuyển trang và nó ghi đè cái trang Google, nó ghi đè cái trang hiện tại của chúng ta này. Đây, trang hiện tại của chúng ta đây. Click vào cái đó, nó đè lên luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng đến thuộc tính blank. Thuộc tính blank. Đây. Thì cái này nó quy định thuộc tính target, sorry các bạn. Quy định cách chuyển trang. Đó, ok chưa? Đó, và cụ thể đây anh dùng cái blank này thì nó sẽ như thế nào? Đây, anh chạy ra lên. Đó, các bạn hiểu chưa? Thì cái blank này có nghĩa là nó vẫn mở đến trang Google, nhưng mà nó mở với một tab mới, tương đương với cái phím tab Ctrl T ấy. Đó, chỉ vậy thôi. Tiếp theo anh sẽ đến thẻ image. Đó, thì chúng ta liên tưởng đến thẻ gì các bạn? Chúng ta sẽ có thẻ IMG. Thì đối với thẻ image thì anh chỉ lưu ý một chút thôi. Nó sẽ có một vài cái thuộc tính quan trọng. Đó, nhìn vào đây các bạn cũng đoán được ý nghĩa của từng cái thuộc tính trong cái thẻ này rồi. Thứ nhất, SRC là đường dẫn của ảnh. Thứ hai, ART là mô tả cho ảnh đó. Width, quy định độ rộng. Height, quy định độ cao. Ok chưa? Chúng ta sẽ chạy lên này. Thì thông thường các bạn ấy, khi mà các bạn thêm ảnh vào trong dự án của mình, các bạn nên, đây ví dụ thư mục dự án của chúng ta là Fun and Class này, các bạn nên tạo một thư mục là Image có S như thế này. Sau đó các bạn copy ảnh vào. Anh giả sử anh lấy cái ảnh như thế này. Anh sẽ copy nó vào. Đó, và anh đổi tên như a.jpg. Thì lúc này chúng ta tạo ra một cái ảnh. Anh nhúng ảnh vào như thế này. Thẻ IMG là một thẻ đặc biệt và đóng thẻ trên chính nó. Đây. Thì các bạn nên viết như thế này nhé. Cái file chạy chính của chúng ta là file này. Và nó cung cấp với thư mục image. Đây, cung cấp nhé. Thì các bạn, những cái cung cấp chúng ta sẽ viết là chấm backslash như thế này, image một chấm nhé, và nó sẽ là a.jpg. đó, các bạn chạy lên, các bạn thấy là chúng ta đã nhúng được cái ảnh này vào, ok chưa? Đó, và nếu chúng ta set width cho nó này bằng 150 thì nó sẽ nhỏ lại bằng đúng kích thước mà chúng ta set, và các bạn nhìn cái ảnh này nó không bị vỡ. Nhưng nếu chúng ta set cả width và height này 300 thì các bạn thấy cái ảnh lúc này nó bị vỡ. Thì thực tế khi các bạn
làm việc với ảnh ấy, trong thực tế nhé, thì không bao giờ chúng ta xét cả width và height, trừ khi các bạn xét đúng ví dụ kích thước thật của nó thì xét width height thì không bị vỡ, còn các bạn chỉ xét một trong hai thôi. Trình duyệt nó sẽ hiểu và nó biên dịch, nó tự điều chỉnh đó, thấy chưa, thì nó không bị vỡ đó. Hoặc là set width như thế này, các bạn lưu ý cho anh nhé, đối với trường hợp là ảnh, vì sau này các bạn làm việc với ảnh sản phẩm rất là nhiều thì để ý một chút. Giả sử nếu mà đường dẫn nó bị lỗi, anh nhúng vào file B thì chắc chắn là sẽ bị lỗi và không nhìn thấy gì. Đấy, nó hiển thị như thế này đó, ok chưa? Thì lúc này nếu mà chúng ta khai vào cái ALT như thế này, ví dụ như là ảnh sản phẩm, thì trường hợp lỗi nó sẽ hiển thị lên như thế này để nó báo cho người dùng biết, à, ở đây là ảnh sản phẩm và nó đang bị lỗi đường dẫn, nó không hiển thị được, kiểu như vậy đó, chỉ vậy thôi. Thì đối với image thì chúng ta chỉ cần nắm như vậy thôi. Thì có một cái lưu ý đó là đó, đối với ảnh các bạn luôn luôn phải có thuộc tính ALT và có nội dung cho nó, vì cái này nó sẽ tốt cho SEO. Các bạn biết là thằng Google ấy, khi mà nó search nội dung là text như thế này thì nó sẽ tìm cái text của cái ảnh này để mà nó trả về kết quả là ảnh. Đây, các bạn vào Google các bạn search, rõ ràng các bạn search ví dụ như là dog, nó sẽ trả về cho chúng ta một cái tab là ảnh nữa. Đây đó, thì những cái ảnh mà được trả về nó sẽ có cái nội dung ALT. Cái này là của Google luôn nên là đang không để, nhưng mà khi các bạn SEO trang web của các bạn ấy, thì nó sẽ luôn luôn phải có. Thì thằng Google nó sẽ dựa vào cái nội dung ở trong đó, trong đây này, để nó trả về cho các bạn cái kết quả cái ảnh này. Nếu các bạn muốn ảnh trên trang web của các bạn có thứ hạng trên kết quả tìm kiếm của thằng Google, ok chưa? Đó, lưu ý cho anh. Tiếp nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về thẻ form. Chúng ta sẽ nói về các thẻ form. Có ai hỏi gì không? Đây. Thì ý nghĩa của thẻ form là gì các bạn? À, chờ chút, đối với ảnh ấy, anh sẽ có một cái cây như thế này, có một trường hợp như thế này. Bởi vì anh thấy là khi các bạn làm việc với ảnh, rất nhiều bạn hay bị lỗi ảnh, lỗi đường dẫn. Thì đây là trường hợp mà cái file của chúng ta đang chạy này này, cái file của chúng ta chạy này này, file mà chạy cái thẻ IMG này này, nó cung cấp cái thư mục. Nhưng giả sử anh có một cái thư mục khác, ví dụ như đây là page. Đó, trong đây anh có page mục .html như thế này. Đó, page mode. Ok chưa? Đó, bây giờ anh muốn nhúng cái thẻ ảnh A này vào trong page mode mà anh vẫn làm giống như cách này. Đây, chúng ta chạy lên thì chắc chắn là bị lỗi. Đây, các bạn nhìn thấy lỗi chưa?
chắc chắn là sẽ bị lỗi. Đó, tại vì sao vậy? Tại vì là lúc này các bạn thấy là cái trang page 1 này của chúng ta này, nó nằm trong thư mục page đó, và nó không cùng cấp với thư mục image, tức là cái file này này, file page này này, nó không cùng cấp với thư mục image, nên là nó sẽ không hiểu cái đường dẫn này. Nên các bạn muốn nhúng đúng cái ảnh vào trong trang page 1 này, các bạn phải back ra một cấp này, từ page này back ra một cấp rồi chui vào trong image, gọi đến thẻ A, cái ảnh là A. Thì back ra một cấp ở trong Windows hay trong bất kỳ hệ điều hành nào khác thì nó đều ký hiệu là dấu hai chấm, là back ra một cấp. Lúc này các bạn chạy lên này, các bạn thấy là nó sẽ nhúng được vào như bình thường. Thẻ paste image, sorry, đây sẽ là thẻ A. Đây, thì các bạn sẽ chạy vào như bình thường. Đây này. Còn lúc các bạn để như thế này vẫn là thẻ A, ảnh A này, thì nó báo lỗi. Đó, các bạn lưu ý nhé. Đó, thì vấn đề giả sử là nó sâu hơn nữa thì sao? S1 đây chẳng hạn, chúng ta lưu cái này vào trong thư mục one, thì chúng ta sẽ phải back ra bao nhiêu cấp? Thì các bạn để ý ở đây, lúc này cái file image này của chúng ta này, file page 1 này, nó nằm trong thư mục one này, nằm trong thư mục page, thì chúng ta sẽ back ra một cấp này, hai cấp đó, rồi mới đến image đây, rồi mới vào thẻ A, cái ảnh A. Thì lúc này các bạn sẽ viết như thế này đó, chạy nó lên thì chúng ta sẽ vẫn được kết quả như vậy, ok chưa? Còn nếu chúng ta bỏ đi này, chỉ bách một cấp lỗi ngay đó, lớp mình hiểu chưa? Chỗ này quan trọng lắm đấy, nhiều bạn sẽ bị mất khá nhiều thời gian về cái đường dẫn ảnh này khi mà mới học code. Rồi, ok anh sẽ đi tiếp. Bây giờ anh sẽ nói đến các thẻ form. Đó. Thì form được dùng để làm gì? Như các bạn biết là khi các bạn vào bất kỳ một trang web nào đó, ví dụ anh vào Facebook, sao remote sẽ ok mà sao vào Facebook nó chậm dữ vậy? Đây, anh đăng xuất ra này, anh vào cái trang login của nó đi cho nó dễ, vì nó có form nó dễ nhìn hơn. Trời ơi, đây, nhưng mà trước khi nó chạy được lên thì anh sẽ nói qua luôn. Thì form nó là cái khi các bạn vào một trang web thì các bạn phải tương tác với trang đó, đúng không? Đó, các bạn tương tác thì tương tác qua cái gì? Thì lúc này các bạn sẽ phải tương tác qua form. Có nghĩa là gì? Form nó là cái cổng giao tiếp thông tin duy nhất giữa người sử dụng với hệ thống. Đó, các bạn nhớ như vậy các bạn. Nó là cổng giao tiếp thông tin duy nhất giữa người sử dụng và hệ thống. Đó. Và nó sẽ ghi nhận những cái thông tin mà các bạn nhập lên trên form đó, và hệ thống nó sẽ ghi nhận lại đó. Còn các bạn giao tiếp với nó bằng cách là các bạn nhập thông tin vào form, ok chưa? Thì đấy là cổng cổng thông tin duy nhất để giao tiếp giữa người sử dụng và hệ thống. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ có trong form. Anh sẽ quay trở lại cái màn hình này. Các thẻ có trong form thì chúng ta sẽ dùng đến thẻ form. Thẻ đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là thẻ form. Thì trong thẻ form nó có hai cái thuộc tính quan trọng mà anh muốn các bạn phải nắm được. Đó là action và methods. Ui, log out từ nãy chưa xong này. Action là gì và method là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.
Method thì nó sẽ có hai cái chúng ta chưa cần dùng đến ngay, nhưng mà anh cứ nói ra trước, sau này các bạn học sang các ngôn ngữ phía backend ấy, chắc chắn sẽ dùng, hoặc là học đến Ajax thì chúng ta sẽ dùng. Method thì nó có hai method là post và get. Post dùng để làm gì? Get dùng để làm gì? Chúng ta chưa cần quan tâm vụ, mà chúng ta cần quan tâm đến cái này. Đó, bên trong này thì nó sẽ bao gồm các thẻ form, các thẻ input để người dùng nhập liệu. Đó, ok chưa? Thì sẽ là các thẻ input để người dùng nhập liệu. À, các bạn cố gắng là ở đầu bên đấy sẽ không xem phim các thứ nhá, nó sẽ giảm cái sự hiệu quả đấy. Cái đó là anh khuyên thôi, chứ cũng không cấm được ai cả. Tốt cho các bạn thôi. Ok, thì các thẻ nhập liệu để người dùng có thể nhập vào. Ví dụ các bạn nhìn vào đây, ôi trời, đây. Ví dụ các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là à, chúng ta có các thẻ form. Chúng ta có các thẻ form. Ok chưa? Và đây là các input trên form này. Được chưa? Đó, các input ở trên form. Và các bạn sẽ thấy là à, một form của chúng ta sẽ có các input này để người dùng có thể nhập liệu vào, nhập nội dung vào. Đó. Thì sau khi mà nhập xong thì họ sẽ nhấn submit để gửi đi. Thì bây giờ anh sẽ quay lại đây, anh giải thích cho các bạn về hai cái thuộc tính này. Đầu tiên là cái action. Cái action nó dùng để làm gì? Và method dùng để làm gì? Thì các bạn hiểu đơn giản như thế này. Bản chất của form để cho chúng ta gửi dữ liệu đi mà. Thì các bạn hiểu đơn giản là giống như việc các bạn gửi một bức thư từ Hà Nội vào trong Sài Gòn ấy. Thì cái bức thư đấy nó chính là dữ liệu các bạn sẽ gửi đi. Đó. Thì cái method ở đây nó sẽ là cái phương thức để các bạn gửi bức thư đi. Được chưa? Các bạn có thể gửi bức thư đó bằng đường thủy, đường hàng không hay là đường bộ gì đó thì là việc của các bạn. Thì đó nó gọi là phương thức để các bạn gửi bức thư đó đi. Còn cái action nó là nơi tiếp nhận cái bức thư mà các bạn gửi đến. Đó, ví dụ như gửi từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh thì Hồ Chí Minh nó chính là action, nơi tiếp nhận cái bức thư đó. Ok chưa? Và dữ liệu gửi đi chính là cái bức thư. Đúng không? Chính là người dùng nhập dữ liệu đấy. Ok, các bạn hiểu về hai cái khái niệm này rồi đúng không? Đó, và trong lập trình ấy, nó sẽ có hai cái phương thức để gửi dữ liệu, đó chính là post và get. Thì học sang các ngôn ngữ phía backend các bạn sẽ nắm rõ cái này hơn. Ok, bây giờ anh sẽ đi tìm hiểu về các input trong form. Thì chúng ta sẽ có thẻ input, có type và name, có ID, có value. Đó, các bạn có thể định nghĩa hoặc là không định nghĩa, chưa cần nhé, tùy. Và đối với tai này này, nó sẽ có các kiểu, nó có kiểu text, kiểu email, kiểu number, đó, kiểu password. Đó, anh giả sử anh có một cái form đăng ký như thế này. Anh có một cái form register .html. Đó. Anh có form register. Đây. Cứ từ từ anh sẽ nói hết. Check radio các thứ để anh dẫn dắt các bạn đã. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa form. Thì các bạn nhớ cho anh là form nó gần giống như thẻ ULLI á. Có nghĩa là sao? Nó sẽ có các thẻ con ở bên trong. Cứ khai báo đầy đủ cho anh action và methods.
Đó, được chưa? Lúc này anh sẽ định nghĩa thẻ input như thế này. Đó, nếu anh để kiểu tách, chúng ta chạy lên này. Chúng ta chạy cái trang đó lên. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta có một input như thế này. Là chúng ta có thể nhập vào Nguyễn Văn A. Nguyễn Văn A như thế này. Ok chưa? Đó. Có một vấn đề ở đây đó là gì? Các bạn nhìn vào cái input, khi các bạn nhìn vào form, ví dụ anh để một cái tiêu đề luôn đi. H2, ví dụ như là register. Đó, đăng ký. Anh để như thế này các bạn biết là đây là form đăng ký rồi. Nhưng mà nhìn vào cái input này các bạn có biết là mình sẽ phải nhập cái gì vào không? Nhìn vào đây các bạn có biết là mình sẽ phải nhập gì không? Chắc chắn là không, đúng không? Bởi vì sao, nó có mới input thì làm sao chúng ta biết được nó yêu cầu chúng ta nhập cái gì. Đó, và để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thẻ khác mà thằng HTML nó cung cấp, đó chính là thẻ label. Chúng ta có một thẻ label. Đó, thẻ này ý nghĩa của nó là làm rõ cái nội dung cho một input. Đó, quay trở lại cái trang register này, anh giả sử anh có cái label ở đây là tên của bạn, họ và tên. Đó, thì khi chạy lên này, nhìn vào đây các bạn biết là chắc chắn rồi, chúng ta phải nhập vào đây là họ và tên. Ok chưa? Đó. BR, anh sẽ xuống dòng. Đó. Anh giả sử anh nhập họ tên, sau đó anh nhập email, thì anh sẽ có kiểu email chạy lên này. Đó, được chưa? Anh sẽ có kiểu email. Và một điều nữa đó là, giả sử nếu mà anh không dùng thẻ label mà anh vẫn muốn người ta biết là cái input này phải nhập vào là cái gì, giống như thằng Facebook này này. Đây. Đây. Các bạn nhìn thấy này, anh không có label. Nhưng mà anh nhìn vào input này, anh vẫn biết là anh phải nhập vào họ và tên, số điện thoại hoặc là email. Đó. Thì trong HTML cung cấp cho chúng ta một cái thuộc tính cho thẻ input, đó là placeholder. Đó, không phải value nhé. Value là chết đấy, sẽ là placeholder. Đây, anh ví dụ anh xóa label đi, comment nó lại, người dùng vẫn có thể biết là nhập vào đây là họ và tên. Và đây sẽ là password, email của bạn. Đó. Anh chạy lên này. Thì lúc này các bạn sẽ anh đang định nghĩa sai cái label.
comment này. Đây, lúc này các bạn chạy lên các bạn thấy là chúng ta vẫn hiểu được là chúng ta phải nhập cái gì vào đây đúng không? Giống như thằng này. Đó, ok chưa? Ok. Đó. Bây giờ anh sẽ vẫn bật cái label đó lên. Thì nó vẫn hiển thị như này, mặc dù hơi thừa. Đây. Khi các bạn nhập đi thì cái place order nó sẽ mất đi. Cứ xóa hết rồi nó lại lấy lại trở lại. Đó. Được chưa? Tiếp theo anh sẽ có một cái input là passwords. Anh dùng kiểu nếu để là tag đi. Đây. Chúng ta dùng thêm thẻ BR. Đây. Xuống dòng. Đó. Thì các bạn thấy là không có label. Anh sẽ thêm cái label vào. Đây. Chúng ta viết cách ra quản lý cho nó dễ. Nhìn cho nó dễ. Đây. Đó. Các bạn thấy password. Nhưng mà khi các bạn nhập password nó phải ẩn đi chứ, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn kiểu là password. Đây. Bây giờ anh sẽ nhập lại. Đó. Được chưa? Rồi. Tiếp theo anh sẽ có một cái kiểu number, ví dụ tuổi. Thì anh sẽ để number. Các bạn chạy lên này. Đó, và nó sẽ là dạng này. Và nó không cho phép chúng ta nhập chữ, nếu chúng ta cố tình nhập vào sẽ không được. Nhưng nhập số thì được. Đó, ok chưa? Tiếp theo anh sẽ nói về một kiểu input nữa. Giả sử anh để là giới tính, gender. Anh để là nam và anh để là nữ. Như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ không thể dùng cái input kiểu number hay là text nữa. Đây. Mà anh muốn là người dùng sẽ chọn. Thì anh sẽ dùng kiểu radio. Đây. Đó. Và khi mà chúng ta chạy lên thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là giới tính nó sẽ cho người ta chọn. Đó. Nhưng giới tính thì chúng ta chỉ chọn một trong hai thôi đúng không? Có bạn nào trong lớp mà chọn cả hai hoặc là không có option nào để chọn không? Khả năng là có đúng không? Trong lần này con người. Đó. Thì vấn đề ở đây, quay lại vấn đề ở đây là làm thế nào để chúng ta quy định được việc là chỉ chọn một trong hai thôi chứ không được phép chọn cả hai. Đó. Đắc quang thì à? Đắc quang là phải chọn cả hai đúng không? Đây. Thì chúng ta sẽ đặt cái tên như nó. Các bạn chỉ cần đặt tên giống nhau là được. Các bạn muốn xử lý là nếu mà kích vào cái tag này này mà nó vẫn chọn ấy, này, này. Các web nó đều xử lý như vậy chứ không cần phải kích chính xác ở đây mới chọn. Thì các bạn để cái label vào. Rồi.
Tôi đang nhận một cái này. Đây, nó sẽ như thế này. Đây. Đó. Các bạn để như thế là sẽ được. Ok chưa? Tiếp nhé. Giả sử anh có một cái form, anh hỏi người dùng là sở thích của bạn là gì, thì anh sẽ có một cái sở thích favorite. Thì chúng ta sẽ có dạng chọn như thế này. Ví dụ như sở thích của anh là game này, giả sử như vậy. Football này. Ôn biết đúng không? À, rồi là swim này, giả sử như vậy. Thì lúc này chúng ta sẽ để sở thích có thể chọn nhiều. Thì chúng ta sẽ không để radio nữa mà chúng ta sẽ để là checkbox. Đó, chúng ta sẽ để là checkbox. Ok chưa? Quay trở lại cái trang web của chúng ta đây, thì chúng ta sẽ thấy là đó, một người có thể có nhiều sở thích đó. Ok chưa? Tiếp theo anh có một dạng input nữa, ví dụ anh có thông tin về tỉnh thành, anh muốn để cái dạng là danh sách để người dùng chọn, thì chúng ta sẽ có thể select. Anh sẽ làm ví dụ ở đây và sau này các bạn sẽ đọc cái file này luôn nhé, làm document luôn, làm tài liệu luôn. Ví dụ anh để là city. Đây. Thì chúng ta sẽ có tỉnh thành. Xuống dòng. Thì ở đây anh sẽ là select. Đó. Anh sẽ trong select này nó giống như thẻ ULLI, nó có nhiều thẻ con. Option. Có value và bên ngoài mình để là Hà Nội. Đó. Hồ Chí Minh. Đà Nẵng. Anh giả sử như vậy. Nó đơn giản như vậy thôi. Chúng ta chạy lên này. Đó thì các bạn thấy là nó sẽ mặc định như thế này. Ok chưa? Thì các bạn thấy là mặc định cái thẻ select box này mới chạy vào thì nó nhận cái giá trị đầu tiên của cái option này này. Đây này. Các bạn hoàn toàn có thể chỉ định selected cái nào, thì các bạn chỉ cần định nghĩa như thế này. Selected như thế này. Đó, là nó sẽ hiểu là default mặc định nó sẽ chọn cái nào. Nó Đà Nẵng này. Lốt lại nó sẽ chọn Đà Nẵng. Các bạn hiểu chưa? Đó, chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Còn một loại input nữa mà anh muốn giới thiệu cho các bạn. Đó chính là các bạn biết là với cái dạng input kiểu như thế này này, thì chúng ta nhập với nội dung nó chỉ theo một hàng như thế này thôi. Enter nó cũng không được. Đó. Thì anh sẽ sử dụng một dạng input khác để chúng ta có thể nhập được nhiều dòng khác nhau. Thì đó chính là text array. Anh để là information. Thông tin của bạn là gì? Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái thẻ này. Đó. Anh chạy lên này. Anh chạy lên thì chúng ta sẽ thấy có cái thông tin như thế này. Thì chúng ta có thể nhập với nhiều nội dung khác nhau. Đây. Và cái này nó có một cái thuộc tính resize này để các bạn kéo rộng này. Đó, các bạn hoàn toàn có thể set độ rộng với độ cao cho nó. Đó.
giả sử như vậy thì nó sẽ thay đổi. Đó, cái côn này chính là column, tức là theo chiều ngang này, còn row là theo chiều dọc. Đó, thì nó sẽ thay đổi cái chiều cao. Đó, các bạn có thể mô tả các thứ ở đây, ABC gì đó, được chưa? Thì đấy là tag array. Ok, anh sẽ nói tiếp. Vậy thì khi mà chúng ta đã định nghĩa, khi mà chúng ta đã định nghĩa tất cả các input trên form rồi, để cho người dùng nhập rồi, thì đây là những input cơ bản mà hầu hết các dự án thực tế chúng ta dùng. Có phát sinh thì nó cũng sẽ khá là ít nữa thôi. Đó, hầu hết là đã đủ các input rồi, được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ cần một cái input để chúng ta submit. Thì anh sẽ có một cái input có tag là submit. Anh đưa cái value của nó, ví dụ anh để là register như thế này. Đó, anh chạy lên này, anh sẽ thêm cái br này vào. Để chúng ta có thể xuống dòng được. Đây, quay trở lại đây. Thì anh sẽ nhấn submit. Đó, ví dụ anh nhập. Đó, các bạn thấy là cái kiểu email ấy. Đây này. Với cái tag là email này. Thì đây là cái thuộc tính HTML5. Khi các bạn nhập sai email thì nó sẽ báo lỗi luôn. Đó, phải chứa a còng, kiểu như vậy, được chưa? Đó, còn khi các bạn nhập chính xác thì nó sẽ submit. Thì công việc sau đó, sau khi submit thì chúng ta chưa quan tâm vụ, vì không phải là công việc của chúng ta. Đó, ngoài ra nó sẽ có một cái kiểu input nữa, đó là reset. Đây, chúng ta chạy nó lên này. Ví dụ anh chọn các thông tin ở đây, chọn Hà Nội, nhập các thông tin vào, sau đó anh nhấn reset thì nó sẽ xóa tất cả những cái mà chúng ta đã chọn. Đó, các bạn hiểu chứ? Nó mình hiểu không nhỉ? Ok, vậy là anh đã giới thiệu cho các bạn xong những cái thẻ cơ bản về form. Rồi, bây giờ các bạn hãy đặt câu hỏi đi. Cái name hiện tại chúng ta làm giao diện. Với phần frontend thì chúng ta chưa cần quan tâm đến name. Nhưng mà sau này các bạn viết ngôn ngữ phía backend ấy, thì sẽ cần biết cái name đó để lấy dữ liệu khi người dùng nhập vào input này. Thì chúng ta cần biết cái name đó là gì để lấy dữ liệu. Ok, tiếp tục đi. Vị trí của form. Vị trí của form dùng CSS để quy định. Anh không hiểu lắm cái câu hỏi vị trí của form kia kìa. Nói đi, anh có thể nghe được. Bật mic lên mà nói. Cái value này chính là cái value mà người dùng sẽ nhập vào để chúng ta lấy được. Và cái nữa là cái value này sẽ là chứa
cái giá trị mà người dùng sẽ gán cho cái input đó. Ví dụ anh để là test, test lên như thế này, thì các bạn sẽ thấy là khi mà chạy default lên ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nội dung có trong cái input họ có tên là test name. Tại sao lại cần dùng cái value này? Nếu mà các bạn xem một cái ứng dụng thêm sửa xóa hay quản lý sinh viên ấy, thì khi các bạn nhấn vào sửa sinh viên thì nó phải hiển thị thông tin sinh viên các bạn đang cần sửa, đúng không? Thì cái value này có ý nghĩa là để chúng ta truyền cái tên sinh viên mà chúng ta đang cần sửa vào, ý là như vậy. À, cái form đúng không? Thẻ form này các bạn muốn cho nó vào giữa thì các bạn có thể dùng thẻ center. Anh không biết là nó nhận online hay không. Đây, anh thử thêm nhé. Nếu không được thì có rất nhiều cách. Đây, các bạn dùng center, online các thứ này đều được. Đưa ra giữa. Nếu mà các bạn dùng HTML để mà làm một cái CV ấy, thì tất cả những thẻ hôm nay là đủ. Thẻ ảnh thôi, thẻ P, thẻ tiêu đề, thẻ phân đoạn trang thôi, in đậm, in nghiêng hết, không cần quá nhiều. Ừ, anh đang để là Align Center. Tag Align là thuộc tính của CSS, còn Align là attribute của thẻ HTML. Nó khác nhau đấy các bạn. À, rồi. Cái value ở đây này các bạn này, cái value của cái thẻ option này này, đây này, nó chính là những cái giá trị mà sau này chúng ta sẽ truyền lên trên server. Anh lấy ví dụ như thế này này, nó chính là những cái để quy định về tính duy nhất của đối tượng. Ví dụ đối tượng của chúng ta đây là thành phố, thì thằng backend ấy, nó sẽ quản lý là có tên thành phố và mã thành phố. Thì trong hệ thống của nó quan tâm nhiều đến cái mã này này, chính là cái chúng ta sẽ gửi lên server để tạo ra cái sự tính, gọi là tính duy nhất của dữ liệu. Nhất quán cũng được, đó, tính duy nhất. Ví dụ như mỗi người đều có tên và chứng minh nhân dân thì sẽ nằm ở đây để phân biệt, ok chưa? Đó, có bạn hỏi anh một vài cái input như là date cũng được, bớt đây đi. Tại vì anh không nghĩ ra các trường hợp để thêm vào thôi, các bạn có thể thêm vào nó là kiểu thôi. Đây, các bạn có thể chủ động thêm vào đó. Nhưng mà thực ra thì khi các bạn làm như thế này là cũng là đủ rồi, đủ để các bạn làm rồi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái kiểu birthday này. Đây, ok chưa? Các bạn muốn sắp xếp ô text box nó bằng nhau ấy, thì các bạn set width cho thằng label, hoặc là sau này chúng ta set s, hoặc là lát nữa chúng ta sẽ dùng table. Ok chưa? Lát nữa chúng ta sẽ dùng table, chúng ta sẽ giải quyết bài toán đó. Thì chúng ta sẽ xử lý được cái này. Anh thử đưa cái width vào. Bởi vì có những thứ mà thằng HTML nó không làm được. Anh giả sử anh đưa cái width vào đây nhé. Thank you.
sẽ chạy nó lên. Thằng label nó đang không nhận được width. Ok chưa? Nhưng chúng ta sẽ có cách để chúng ta giải quyết nó. Được chưa các bạn? Rồi, ok. Anh đi tiếp sang phần table được chưa nhỉ? Nó là phần quan trọng để dựng giao diện này. Đi tiếp được chưa các bạn? Có thêm câu hỏi nào nữa không? Rồi, nếu mà anh có thêm câu hỏi, các bạn có thể chat hoặc là cho lên nhóm Facebook kia nhé. Rồi anh sẽ đi tiếp phần table. Nó là kiến thức quan trọng. Đây. Thẻ table. À rồi. Câu hỏi khá hay. Và thực tế cũng hay dùng mà anh lại quên chưa đưa vào đây. Cái câu hỏi làm sao để mà có thể cho nhập cố định nhé. Thì có một bạn, anh sẽ quay trở lại, các bạn nghe được không? Các bạn nghe được chưa nhỉ? Rồi, anh sẽ quay trở lại cái thẻ form. Ví dụ anh lấy ví dụ như là cái email. Các bạn biết là ví dụ trong một số trường hợp là hệ thống nó không cho sửa email đúng không? Ví dụ email của bạn, khi các bạn vào sửa vào một cái form, sau đó các bạn có giá trị email là Nguyễn Văn A @gmail.com như thế này. Đó. Và các bạn muốn là không cho sửa cái email này. Đây. Không được phép sửa. Thì các bạn sẽ xử lý như thế này. Các bạn sẽ dùng cái thuộc tính disable. Đó. Thì nó sẽ disable cái form của các bạn. Cái input đó, đây. Thì các bạn sẽ không sửa được nữa. Những cái khác thì sửa được, nhưng cái này thì không. Thế mình có hiểu cái ý mà anh nói không? Trường hợp mà anh nói không? Thì chúng ta sẽ không sửa được. Nhớ cho anh nhé. Đó. Thì disable có thì nó cũng sẽ có enable. Enable. Đó. Tuy nhiên thì khi mà enable ấy, thì các bạn chỉ cần xóa disable đi là nó đã enable rồi, mặc định là enable rồi, nên là không cần quan tâm nữa. Đó, ok chưa? Thôi, anh cứ để ở đây nhé, để các bạn về xem lại. Đây. Ok, quay lại phần table nhé. Rồi, anh sẽ quay trở lại cái document của chúng ta. Đó chính là phần table. Rồi. Ok. Thì một thẻ table nó cấu trúc như thế này. Thì các bạn liên tưởng đến table thì nó sẽ có hai phần, đó là dòng và cột. Số dòng và số cột. Và đầu tiên trong thẻ table nó sẽ có độ rộng, các thuộc tính quy định độ rộng này, đường viền. Đó. Align. Cell spacing. Cell spacing
Đó. Khi các bạn làm việc ở table, các bạn quan tâm cho anh mấy cái thuộc tính này. Đó, anh giả sử như vậy. Được chưa? Đó. Và để tạo ra một dòng thì nó dùng tr. Đó. Và trong một dòng thì có thể có nhiều cột giống như các bạn tạo bảng thôi. Anh giả sử nó giống như các bạn tạo cái bảng thôi đây. Thì nó sẽ cột vào dòng này. Đây. Đó, đây là dòng theo chiều ngang, cột thì sẽ theo chiều dọc. Đó, ok chưa? Cột theo chiều dọc. Còn dòng thì sẽ theo chiều ngang. Đây, được chưa? Thì bảng ở trong HTML cũng tương tự như vậy, có cái là nó sẽ dùng code để nó quy định dòng và cột. Giả sử anh có một cái bảng có 5 dòng, 5 cột thì anh sẽ có 5 cái TR và trong mỗi cái TR anh sẽ có 5 cái TD. Đây. Chúng ta sẽ có một dòng và 5 cột này, sau đó copy 5 cái dòng này. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn đừng quan tâm đến TH, TD với cả T body ở đây. Chưa cần quan tâm mấy cái đấy cho anh. Hiểu bản chất cái này đã. Đây, anh chạy lên. Anh sẽ chạy cái bảng này lên. Anh sẽ tạo ra một file mới. .html. Anh chạy lên đây. À sorry. Chúng ta tạo cấu trúc trang đã. Đó. Table. Chúng ta xuống phần body và paste cái nội dung này vào. Anh sẽ chạy nó lên này. Đó. Thì các bạn thấy là anh có một cái bảng như thế này. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ đi nói các thuộc tính của nó. Thì đầu tiên đó là thuộc tính align. Đâu nhỉ? Đây. Align. Cái này nó áp dụng cho cả table, cho cả table này, cho tr này, td. Ok chưa? Mục đích của nó là để canh lề cho nội dung và cho table. Đó. Được chưa? Đây. Ví dụ anh muốn cái nội dung ở trong một cái ô nó ra giữa này thì anh sẽ tìm đến cái ô đó và anh dùng Align Center. Đây ví dụ như là dòng thứ nhất cột số 2 này thì anh sẽ tìm đến như thế này. Dòng số nhất cột số 2 anh để Align như thế này, Center. Đó. Được chưa? Tiếp theo là thuộc tính BG Color. Có nghĩa là quy định màu nền. Thì cái này các bạn có thể áp dụng cho cả TR hoặc TD hoặc là cả table. Ví dụ. Ví dụ anh muốn là
cái cột này có màu đỏ chẳng hạn, đây này, thì anh tìm đến cột đó và anh để BG color. Đây, anh chạy lên này. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Đó, và giả sử anh muốn cả một dòng có màu đỏ, màu cam đấy, anh chạy lên này. Đó, được chưa? Các bạn có hiểu không? Bây giờ anh sẽ nói về cái thuộc tính tiếp theo, đó là Verline. Verline có nghĩa là căn nội dung của cột theo chiều dọc. Đó, anh giả sử như thế này, các bạn sẽ hiểu này. Anh giả sử anh quy định một cái cột là cột số 2 của dòng 2 đi, có chiều cao bằng 200 như thế này. Lúc này anh chạy lên này. Đó, các bạn sẽ thấy là một cột số 2 của dòng 2 có chiều cao là 200, thì tất cả các cột của dòng 2 có chiều cao đều giống nhau. Ok chưa? Thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái tách ở bên trong này này, nó luôn luôn nằm ở giữa như thế này. Nhưng mà trong thực tế khi chúng ta dựng giao diện thì chúng ta phải đưa nó lên trên top, phải chạy từ trên mà xuống. Thì lúc này để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ dùng thuộc tính Verline. Thì anh sẽ tìm đến cái cột mà anh muốn điều chỉnh, đưa Verline vào đây. Anh sẽ để là top, thì nó sẽ lên trên đầu như này. Đó, lên trên đầu này. Ok chưa? Nếu mà anh muốn thằng này xuống dưới bottom thì anh sẽ để là bottom. Đây. Ok chưa? Còn mặc định nó sẽ ở giữa như thế này. Đó, anh để chiều cao nó nhỏ lại để cho nó dễ nhìn. Đó, được chưa? Bây giờ anh sẽ nói về thuộc tính có thể gộp dòng và cột trong bảng. Ví dụ như thế này, anh có thể gộp hai cái cột này lại với nhau này, thành một này. Đây. Đó, các bạn thấy nó thành một rồi. Được chưa? Đó, thành một. Thì ở trong HTML để gộp hai cột cùng một dòng nhé, trường hợp này là hai cột cùng một dòng, thì chúng ta dùng thuộc tính Conspan như thế này, và đây là số cột. Thì cách gộp thì các bạn gộp nó như thế này. Ví dụ anh muốn gộp hai cái cột này, hai cột cùng dòng số 2 là cột 1 và cột này và cột này, thì anh sẽ cách làm như sau. Đầu tiên anh xác định là cái dòng mà anh có cột cần gộp là dòng số bao nhiêu. Thì cụ thể ở đây là dòng số 2, thì anh sẽ tìm đến dòng số 2. Đây là dòng số nhất. Và đây là dòng số 2. Anh sẽ đứng ở dòng số 2, anh xác định xem là cột anh cần gộp là cột số bao nhiêu, thì đi từ trái sang nó sẽ là 1, 2, thì nó ở vị trí số 2. Anh quay trở lại, nó ở vị trí cột số 2. Anh đưa thuộc tính Conspan vào,
Tổng số cột chúng ta cần gộp là 2 thì anh chuyển giá trị là 2 và anh xóa đi một cột như thế này. Xóa đi cột phía sau đó. Thì gộp bao nhiêu cột thì các bạn sẽ xóa đi cộng với cái cột còn lại thì nó ra là con số nằm ở trong cái đây. Ok chưa? Chạy lên. À, chúng ta đang bị nhầm đứng ở đây đúng không? Cột số 2 này. Chúng ta thêm align cột span đây bằng 2. Lúc nãy anh làm ở bên cái file document. Thế nên là nó không nhận. Đây. Đó, các bạn hiểu chưa? Ok chưa? Bây giờ anh muốn là gộp hai cột nhưng mà lại ở hai dòng khác nhau. Ví dụ như là trường hợp này. Anh muốn gộp cột này với cột này, rõ ràng ở dòng số 2 và 3 vẫn gộp được. Đây. Thì trong HTML cũng cung cấp cho chúng ta cách để chúng ta gộp. Nó dùng row span. Giá trị nó là một con số nhé. Đó. Quay trở lại bài này. Anh muốn gộp cột này với cột này. À, table chúng ta đang có lỗi này các bạn này. Quay trở lại đây xem nào. À, chúng ta gộp nhưng chúng ta chưa xóa. Đây. Chạy lên. Nó phải chuẩn như thế này. Ok chưa? Bây giờ anh muốn gộp cột này này với cột này. Thì các bạn xác định là nó nằm ở dòng số 2 và số 3. Và chúng ta sẽ đi từ trên xuống. Và nếu chúng ta bắt gặp cái cột mà chúng ta cần gộp ấy, thì chúng ta sẽ đặt row span ở cột đó, đi từ trên xuống. Thì nó sẽ nằm ở cột 1 này, 2, 3 này, 4. Đó là dòng số 2. Thì các bạn này sẽ thấy là 1, 2 này, 2, 3 này. Và chúng ta sẽ đặt nó row span ở đây là 2. Sau đó các bạn đi xuống dòng tiếp theo và xóa cái cột tương ứng đi. Thì nó sẽ là dòng số 3 là cái này. Và xóa cái cột tương ứng đây. Nó sẽ là cột này. Đó. Ok chưa? Chạy lên này. Chúng ta đã gộp được cột. Lớp mình hiểu không? Các bạn có hiểu không? Ok. Thì anh nghĩ là buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và bài tập cho các bạn sẽ là ba cái bài này. Các bạn tạo cho anh đúng một cái trang dùng thẻ table tạo form và cấu trúc như thế này luôn. Đây, ba bài này anh sẽ chữa nữa nhưng anh sẽ để các bạn làm trước. Ok chưa? Đó, anh sẽ gửi toàn bộ cái slide bài học này và video của bài học hôm nay, được chưa? Và code demo nữa để các bạn có thể xem lại trên máy của mình. Và anh gửi bài tập để các bạn làm ở trên máy. Làm 3 bài, thậm chí là anh sẽ gửi nhiều hơn. Đó. Thì ok, chúng ta sẽ dừng lại tại đây nhá. Và anh muốn hỏi là lớp mình gì nhỉ? Các bạn có hiểu bài không? Comment cái. Xóa bừa là sẽ bị lỗi đấy. Xóa đúng. Các bạn có bị máy ở bên các bạn có bị giật không? Rồi, ok.
Anh nghĩ là nếu mà máy không vấn đề gì thì sẽ không sao cả. Thì cái lớp này của chúng ta sẽ kéo dài trong 2 tháng. Kéo dài trong 2 tháng. Và như các bạn biết thì 2 tháng này thì chúng ta sẽ phải học khá là vất vả. Khá là vất vả. Và các bạn bên anh cũng đã tư vấn cho các bạn rồi đúng không? Cái lộ trình học cũng như là cái kết quả đầu ra cũng như là cái kiến thức chúng ta sẽ học trong khóa này. Đó. Thì hôm nay là cái buổi học đầu tiên và các bạn đã có đóng cho bên anh cái phí là 75.000. Đó. 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, thực ra là nó bao gồm cả làm project ấy, thì sẽ là 2 tháng rưỡi. Đó. Thì có những bạn thì đã đóng đủ rồi. Còn những bạn chưa đóng đủ thì các bạn sẽ hoàn thành cho anh nhé. Thì các bạn sẽ có hai hình thức đóng ở đúng cái lộ trình HTML, CSS, Bootstrap, JS, Photoshop và jQuery, đúng rồi. Thì nếu các bạn đóng theo buổi thì nó sẽ là 75.000 đến 75.000 trên một buổi. Đó. Còn các bạn đóng theo khóa thì nó sẽ rẻ hơn. Thì chúng ta sẽ học theo hình thức như thế này và các bạn sẽ được support có video và trao đổi nữa. Đó. Thì ở buổi hôm nay thì anh sẽ dừng cái video này ở đây và anh sẽ gửi toàn bộ cái tài liệu của buổi này cho có hai bạn không join được vì vào muộn và một bạn là bảo là server lỗi thì anh sẽ gửi lại để các bạn có thể theo dõi trên máy. Thì buổi sau anh sẽ chữa bài tập, anh phân tích cái layout này để giúp các bạn có thể làm được hoàn chỉnh ba cái giao diện này trước khi học buổi sau. Thì anh sẽ có một cái buổi nữa, tức là thứ sáu này chúng ta sẽ học, thì chiều thứ sáu anh sẽ có một cái buổi quay chữa bài tập để anh gửi cho các bạn nhé. Đó, ok chưa? Lớp chúng ta có thể nghỉ chưa? Các bạn bên anh bảo là 75.000 một khóa. 75.000 một khóa học này mà học trong 2 tháng mà các bạn thấy là thời gian đầu tư ra như thế này thì chắc là sẽ không ai dám dạy. Lớp của chúng ta học toàn bộ chương trình này là 75.000 một buổi. Những bạn đóng theo buổi. Đó, thì chúng ta sẽ chat lên nhóm nhé các bạn. Vì cũng muộn rồi, anh sẽ gửi lại toàn bộ source code và các thứ nhé, đỡ mất thời gian. Rồi, ok các bạn. Link chưa được vào nhóm à? Bạn nào mà chưa điểm danh thì điểm danh lại cho anh nhé. Có ở đây để lát nữa anh cập nhật vào danh sách. Ok, anh sẽ stop lại cái quay video này, cần nó dài để chúng ta có video xem lại.